Tanikaya, bài 7, Kinh Tân Trụ, ít. Sariya Suttang, Sự Đời và Lẽ Đạo, chương 1, Tương Ưng Chư Thiên, phẩm đoạn. Cuộc sống, dục đời hay đạo đều chứa đựng những nguyên lý hay thâm má. Những đạo lý này vốn tự nhiên không phải là sự sáng tạo của Thượng Đế. Thí dụ như sự phẫn nộ thoạt nhìn sắc bén như một thanh kiếm, nhưng kỳ thật là thể hiện của sự thiếu khôn ngoan. Nên Đức Phật dạy, sự nổi nóng như một thanh gươm cùng hay bị rỉ sét. Cuộc sống như một quyển sách mở rộng, lẽ đạo nằm trong sự đời. Vấn đề là chúng ta có đủ trí tuệ để nhận ra hay không? Kinh văn Nhị Thiên. Vật gì chủ ở đời, hàng hóa gì tối thượng, vật gì làm trị xét, lưỡi kiếm ở trên đời. Vật gì ở đời này tác thành cõi địa ngục, ai đem đi bị chặn, ai đem đi được ưa, ai thường xuyên đi lại được kẻ trí hoan hỷ. Thế Tôn. Thế lực chủ ở đời, nữ nhân vật tối thượng, phẫn nộ làm rỉ sét, lưỡi kiếm ở trên đời. Kẻ trộm ở đời này tác thành cõi địa ngục, trộm đem đi bị chặn, sa môn đem được ưa, sa môn thường đi lại được kẻ trí hoan hỷ. Bản hiệu đinh. Vì thiên, cái gì cai trị đời? Vì vật, vật gì là vô giá, gì là thanh kim rỉ, gì khiến đời phiền lụy, ai lấy đi bị, ai lấy đi lại vui, ai tới lui nhiều lần khiến người trí hoan hỷ. Thế Tôn. Quyền lực cai trị đời, nữ nhân là vô giá, phẫn nộ là gươm cùng, trộm cắp gây phiền lụy, trộm lấy thì bị chặn, sa môn lấy thì lại vui, người trí thường hoan hỷ, thấy sa môn tới lui. Thích văn. Quá xá, quyền lực ảnh hưởng thẩm quyền, ích xá thi văn, cai quản kiểm soát ngự trị, ích thi đàn bà nữ nhân, phàn đà nam quốc tam ăn, phàn đà ná cộng quốc tam ăn, cái vô giá, cái không thể mua bằng tiền. Cô thá xuống nợ sự giận dữ, sát thá má lăng, sát thá cộng má lá, thanh kiếm rỉ sét, thanh gươm cùng. Cô rá kẻ trộm cướp, lơ cát mí mắt bú đá, lơ cá cộng ác mí cộng ấp bú đá là nguyên nhân gây bất ổn trong đời. Haran tá mang đi lấy đi, quê ren tí bị chặn bị giữ lại. Samana sa môn tu sĩ không gia đình, bí giá thương mến yêu quý. Bunap buna danh tá hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại. Afinan dan tí hoan hỷ thích thú, ban đi tá bậc trí. Thích nghĩa. Theo sớ giải thì người phụ nữ là vật vô giá ở đời, vì sanh ra những bậc chuyển luân dương, những bậc Bồ Tát, những bậc vĩ nhân ở đời. Trong lúc tất cả bảo vật khác ở đời đều có thể cho đi, nhưng những bà mẹ thì không thể nào. Awit Sat Chani Yatban Datta. Hơn thế nữa, người phụ nữ là cội nguồn sản sinh ra những gì tốt nhất của thế gian. Quyền lực ở đâu thì sự cai trị nằm ở đó. Phẫn nộ là thanh kiếm rỉ sét, giống ý nghĩa câu giận quá mất khôn. Sự trộm cướp tạo nên bất ổn trong cuộc sống. Dạ con xin, con sai rồi. Sự trộm cướp tạo nên bất ổn trong cuộc đời. Trong lúc nơi nào người ta sống không lo tư hữu bị trộm cướp thì cuộc sống an cư lạc nghiệp. Trộm cướp mang đi thì bị chặn là điều tất nhiên,
mà Sa Môn mang đi thì được hoan hỷ, vì thuận với ý nguyện của người. Sự lui tới thường xuyên khiến người ta chán ngấy, nhưng sự thăm viếng của các Sa Môn khiến người trí hân hoan. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến sư. Hello. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Tăng Ca Giá. Hôm nay thì cái bài kinh này thì như là lời Phục Siêu nói đó, thì chúng ta cũng nhớ lại ngày xưa đó. Khi sư trưởng còn đó, thì sư trưởng có làm một bộ thi ca Phật sử. Và trong đó thì có lẽ là từ cái đoạn thi ca mà sư trưởng làm đó cũng từ cái đoạn này. Ở đây thì ví dụ vật gì chủ ở đời, thì Đức Phật là thế lực chủ ở đời. Thì hồi xưa chúng tôi nhớ, chúng tôi về chùa Từ Thiện, chúng tôi mở cái đĩa Phật sĩ nó hoài. Chúng tôi nhớ là đời quyền là chủ, phụ nữ là tạo hóa nhân sanh, hận sân thiêu đốt tâm lành, đạo tặc tạo tác hào khanh hại đời. Và trộm đem đi bị chặn, tăng đem đi được vui. Chứ tăng thường lui tới, người trí quan thường quan hỷ. Trong cái thi ca Phật sử của sư trưởng đó, có lẽ là 10.000 câu thơ đường song thất lục bát. Và ngày xưa thì chúng tôi mở cái lo, chúng tôi để chúng tôi nghe, nên giờ sẵn hôm nay nhớ lại thì chúng tôi cũng nhớ cái thi ca Phật sử của sư trưởng nói là đời quyền là chủ. Thì ở đây mình thấy là thế lực chủ ở đời. Thì thật sự ra đó thì mình hiểu cái câu mà sư trưởng nói thì nó mình nghĩ rất là đặc biệt, là chỗ là đời quyền làm chủ. Ví dụ giờ chúng ta thấy như mình bên Afghanistan đi, bây giờ Taliban lên nó cai quản, thì giờ Taliban nó là bắt phụ nữ, là không cho phụ nữ đi học, không cho phụ nữ tham gia. Như vậy là khi mình có quyền thì nó làm chủ thôi, nên đời quyền làm chủ. Có nghĩa là người nào có quyền thì người đó làm chủ. Chứ còn chúng ta cũng nói rằng cai trị đó, cái người mà cai trị đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng là cái người nào có quyền lực thì người đó cai trị. Và điều này cũng làm cho chúng tôi nhớ một vài điều mà Đức Phật ngày dạy. Ví dụ mình thấy rằng ngày nào mà cái người ác nhiều đó thì cái người hiền làm thinh, và ngày nào cái người hiền nhiều đó thì người ác cũng làm thinh. Đây cũng là một cái điểm mà chúng ta cũng cần suy nghĩ rất là nhiều, để chúng ta thấy chúng ta nên sống chọn như thế nào. Nhiều khi quý vị thấy rằng một cái xã hội đó, mà cái người mà họ cai trị loài người đó, mà họ ác ôn đó, thì cái sự ác ôn của họ đó hãm hại nhiều người, rồi họ tạo ra cái sự lãnh cảm của người với người. Chúng ta thấy như bây giờ chúng tôi nhiều khi chúng tôi ngồi chúng tôi coi những cái tin, chúng tôi thấy bên Trung Quốc đó, có những người đi té giữa đường luôn đó, té bật ngửa giữa đường, nhưng mà họ chỉ lấy điện thoại họ chụp hình, họ quay phim thôi, chứ họ không có dám tới gần, họ sơ cứu người đó, hay là họ mà cấp cứu, hay là họ xe cứu thương đến giúp người đó, mà họ cứ đứng đó họ chụp hình quay phim thôi, và họ để như vậy. Thì quý vị thấy rằng con người đó lãnh cảm đó, một phần đó, do những cái người có quyền đó, họ ác ôn nó đi, ác ôn quá. Nên thường thường quý vị rằng hiểu rằng đời quyền làm chủ, cái nghĩa là cái người mà họ có uy quyền đó thì họ cai trị, và cái cai trị đó đó họ đưa ra điều này điều kia, họ hà khắc người khác. Nhưng mà nếu một lúc nào đó mà cái người hiền đó, hay là cái dân chúng nổi loạn lên lật đổ cái người vua chúa đó đó, thì họ chặt đầu treo cổ người đó, thì những cái người kia họ lên họ cầm quyền thì họ lại ban bố những cái điều mà theo họ đã ban bố. Như vậy chúng ta hiểu rằng cái đời quyền làm chủ thì chúng ta đừng nghĩ rằng là cái luật lệ nào đó là nó sẽ tồn tại. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu một điều nữa, ví dụ như Đức Phật ngày thường dạy đó, một vị vua đó mà có đức hạnh thì có thập vương pháp. Thập vương pháp đó, thì cai trị thuận, gọi là thuận thiên, thuận đất, thuận người, thuận nhân, thuận vật, có nghĩa là làm con người thì thương mọi loài, sống sao mà hiếu thuận cha mẹ, tôn kính ông bà, rồi sống lễ phép, sống biết bố thí, biết làm những cái việc mà từ thân khẩu ý thiện,
nên mình gọi là thuận trời, thuận đất, thuận người, thuận nhân, thuận thuận vua. Thì thập chuyên pháp mà Đức Phật ngày ban ra cho ngày thuyết giảng cho vị vua đó, là ngài là bậc pháp vương, ngài chỉ thuyết giảng cho những vị vua có lòng tin với Đức Phật và họ thực hành. Nên chúng ta thấy rằng á, cho đến khi mà 16 giùm mộng như Bá Thí hỏi Đức Phật, thì Đức Phật thì cũng nói rằng sau này đó, cái thời sau này đó có những cái sự xảy ra, nhưng mà đó là sau này thôi. Có nghĩa là có lúc á, vua chúa ở xứ nào đó mà hiền thiện á, thì dân chúng á, mưa thuận gió hòa, không có binh đao giặc giã, không có ôn thần ôn dịch. Nhưng mà một thời nào đó mà vua chúa bất nhân ác đức á, thì họ hành hạ dân chúng xu cao thế nặng, rồi họ ăn uống thụ hưởng, rồi họ hà khắc dân chúng, rồi họ ban những cái luật lệ, những người dân sống không nổi. Thì những cái điều này chúng ta hiểu rằng á, chúng ta hiểu rằng đời đời quyền là chủ, ai mà có quyền á, thì người đó làm chủ. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng á, là muôn thuở là như vậy quý vị. Ngày xưa đó, khi mà thế giới thành hình đó, thì người ta bầu cái người đó lên, khi mà được khi được bầu như vậy á, thì làm vua, làm vua có nghĩa là được người ta bầu lên làm vua. Thì bây giờ chúng ta hiểu rằng bây giờ thì nó không có như vậy. Một số là cái quy quyền thế, do vũ khí, do bè phái, do lợi tức, những cái người đó có lợi tức đó, họ đứng lên đó, họ bảo vệ vệ một cái quyền lực đó, họ sợ mất mất đi cái người lãnh đạo đó, thì họ mất đi cái quyền, cái lợi tức, nên họ đồng lòng, họ có nhiều cái sự mà hành hạ, hoặc là bắt nhốt, hoặc là giết hại những cái người dân mình hay gọi là thấp cổ bé họng đó. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, nên chúng ta hiểu rằng á, Đức Phật dạy ở đây đời quyền là chủ, hễ người nào làm, người nào có cái quy quyền đó thì người đã làm chủ, và cái người đã làm chủ họ ban hành cái gì đó thì họ ban hành. Nè, như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, cái sự đời nó vẫn có những cái chuyện này. Nên nhiều khi quý vị thấy cũng trên cái đất nước chúng ta đang ở đây, cũng trên cái vùng đất mà chúng ta đi tới đi lui, xuyên qua những cái luật đó, thì chúng ta cũng thấy, chúng ta cũng thấy những cái luật lệ đó. Thì tùy, luôn cả bên Mỹ thì có cái luật liên bang, cái luật tiểu bang, hết rồi có cái, họ có một cái lãnh vực của họ đó, thì họ có cái quy quyền của họ, và cái người mà có lãnh vực toàn bộ đó, họ có cái quy quyền toàn bộ. Như vậy chúng ta hiểu rằng đời quyền là chủ. Chúng ta hiểu như vậy thì giống như một thôn, một ấp, mà ông nào được người ta bầu lên ông trưởng thôn, trưởng ấp, thì ông đó ông có quyền trong và ở trong đó. Và chúng ta cũng nghe nói rằng cái người mà nhất 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 địa phương nó nhìn với trung ương, có nghĩa là cái người mà gần mình nhất, thì họ có quyền sanh sát mình. Như vậy chúng ta hiểu rằng cái đời quyền là chủ, hễ người nào họ có quyền ở đâu thì lại chủ ở đó. Cũng như ở trong một gia đình đó, thì cha hay là mẹ là người có quy quyền, cũng tùy theo cái mẫu hệ phụ hệ. Nếu mà phụ hệ á, thì cái người cha có quy quyền, nhưng mà ngược lại á, mẫu hệ cái người mẹ có quy quyền, tại vì con cái sanh ra đó đi theo cái họ mẹ. Còn nếu mà phụ hệ thì con cái sanh ra nó thì lấy theo cái họ cha. Như vậy thì chúng ta hiểu cái đời quyền là chủ đó, thì từ thấp lên cao, nơi đây chúng ta làm, chúng ta hiểu muôn thuở là như vậy, chứ không phải chỉ là bây giờ. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng cái người ta có quyền đó, nhưng mà những cái người có quyền đó, ví dụ một người cha, một người mẹ, hay là một người chủ gia đình, có quyền đối với con cái, có quyền dạy dỗ con cái, nhưng mà họ dạy dỗ con cái như thế nào hợp với đạo đức đó, thì mọi người họ nhìn vào đó họ sẽ khen. Chúng ta hiểu điều này giống như là Đức Phật ngày hỏi cái người Kalama vậy đó, tham là thiện hay bất thiện, sân là thiện hay bất thiện, si là thiện hay bất thiện. Thì những người Kalama đó họ nói rằng tham là vô tham là thiện, nhưng mà tham là bất thiện, sân là bất thiện nhưng mà vô sân là thiện, si là bất thiện nhưng mà vô si là thiện. Thì trả trả lời theo cái ý nghĩa mà trong vi diệu pháp gọi là những cái pháp của pháp thiện đó, nó có nghĩa thiện, như là cái tâm á, của tâm thiện á, thì bệnh không bệnh hoạn, khôn khéo khôn ngoan, sáng suốt không lỗi lầm, do ra quả vui. Nếu mà người nào làm thiện á, thì đều là cái tâm hồn người đó nó không có bệnh hoạn, mà làm việc đó gọi là khôn khéo khôn ngoan, sáng suốt không lỗi lầm, để cho ra quả vui. Mà chúng ta hiểu như vi diệu pháp nói là chân đế là sự thật đó. Còn cái tục đế là một cái khái niệm thi thiết, còn chân đế là muôn thuở. Thì chúng ta hiểu được cái điều này đó, cho chúng ta biết rằng á, một cái người là đời quyền là chủ, nhưng mà nếu mà họ có quỹ quy quyền ở trong gia đình,
ở trong một xã hội nào đó, nhưng mà họ lấy cái tâm chỉ của cái chân đế đó là cái chánh pháp mà Đức Phật ngày ngày đã chứng ngộ ở dưới Cồ Đề đó, và ngày thuyết giảng đó, thì mọi người đều hiểu được hết đó. Thể lúc nào mình tham sân si đó, là bất thiện, mà bất thiện đó, thì bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm cho ra quả khổ. À, còn thế mà vô tham vô sân và trí tuệ đó thì nó là không bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm cho quả vui. Như vậy là cái chân đế là sự thật đó, cái sự thật của thiện pháp đó, vì một cái người hành thiện nó sau khi chết mà sanh lên những cõi trời không. À, rồi những cái việc thiện từ khẩu ý họ sanh ra đó, họ sanh ra đời đó, họ được nhiều cái niềm vui quý vị. Nên chính vì Đức Phật ngày trả lời cho Vua Bát Xá Lợi Phất, ngày cũng trả lời à, một thời nào đó mà con người nó sống mà không có đạo đức đó, thì khi sanh ra gặp vua chúa đó xu cao thế nặng, giống như là một cái hũ mà nước tràn rồi người ta cứ đổ hoài à, rồi những cái hũ kia nó trống không có miếng nước nào hết đó. À, thì cũng giống như vậy đó, nhiều cái gia đình nó muốn có đồ ăn nhưng mà không có à, đem xu cao thế nặng ta đem cho vua chúa ta đổ đổ ở trong cung vua đó, có nghĩa là tiền nạp cho vua họ ăn uống, vua chúa ăn uống hưởng thụ những dục lạc đủ thứ hết, nhưng mà người dân phải đem đi nạp à, ý nghĩa là chỗ này đừng quý vị à, ý nghĩa là cái chỗ mà Đức Phật thì nói rằng à, cái hũ nước ở giữa nó đã đầy người ta cứ đổ hoài, thì những cái hũ nước xung quanh đó người ta không có nước nhưng mà người ta không đổ, thì chúng ta cũng thấy ở đâu đó, người ta có quy quyền đó, người ta sợ cái quy quyền nên hãy muốn xin cái gì đó họ cũng đem cái này tặng, đem cái kia biếu, nên cái nhà đó họ có đồ ăn rất là nhiều, vàng bạc ngọc ngà châu báu, thậm chí con gái rồi họ cũng đem đi tới hiến cho cái người đó, thì chúng ta thấy là như vậy. Nên đó, là chúng ta hiểu đời quyền là chủ, là cái người nào có quyền thì người làm chủ, mà chủ ở chỗ này hay chỗ kia. Nên đó, chúng tôi mà đọc cái thi ca Phật sử của sư trưởng mà chúng tôi nghe chúng tôi nhớ, chúng tôi có lâu lâu chúng tôi đọc, mà chúng tôi hay đọc cái đấy sư nhỏ nghe là đời quyền là chủ, phụ nữ là tạo hóa nhân sanh à. Thành ra ở đây chúng ta hiểu rằng nữ nhân là vô giá đó, thì nếu mà nói về bảy thứ báo đó thì người phụ nữ gọi là nữ báo. Nhưng mà ở đời một vị chánh đẳng giác, độc giác hay tinh văn giác, những ngày như Xá Lợi Phất, ngày Mục Liên đó, tất cả những vị đó đều có mẹ sanh ra. Và mẹ sanh ra đó, cái người mẹ nó giống như là cái chữ mà Vanda đó, là cái ý nghĩa là hàng quán hay là cái nhà kho. À, cái nhà kho thì lấy đồ trong nhà kho, mà hàng quán thì nghĩa là giống như là một cái gì gọi là có giá trị vậy đó. Bởi vì Đức Phật ngày nói trong cái bài kinh Tăng Chi hôm trước mình học, Đức Phật thì cũng gọi là sức mạnh đó, sức mạnh của sắc đẹp, sức mạnh của giới hạnh, sức mạnh của con cái, rồi sức mạnh của quyến thuộc đó, rồi sức mạnh của giới. Thì Đức Phật này cũng nói cho chúng ta hiểu rằng tất cả những cái gì mà nó có ở đời đó, thì Đức Phật này đều nói hết. Cái sức mạnh của sắc đẹp đó, là một người phụ nữ và khi đẹp, có thể là chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà người ta đem người phụ nữ để cái cuộc chiến nó không có chiến nữa à, nghĩa là cống nạp đó, thì chúng ta thấy xưa nay đó, những cái chuyện tàu đó chúng ta thấy là nhiều à, hãy đem cái người phụ nữ đó, có thể là vua ông thấy người phụ nữ đẹp rồi thôi không có chiến tranh nữa, người ta cống nạp như vậy thì thôi. Và cái người nữ đó chúng ta hiểu rằng á, là như là xe nó đi mà nghe những thám tử báo là hoàng hậu sanh ra là con gái đó thì vua không có vui, thì Đức Phật thì cũng trả lời cho vua Bát Xá Lợi Phất là có nhiều khi đó phụ nữ còn quý hơn con trai à, nếu mà phụ nữ có sanh ra con là minh chủ, là thánh nhân, là Phật Đà đó thì là quý hơn à, bởi vì cái người phụ nữ đó thì chúng ta thấy rằng cái người phụ nữ thì trong kinh Đức Phật thì cũng mô tả là cái người phụ nữ có đức hạnh đó sanh ra con là minh chủ, thánh nhân, Phật Đà. Minh chủ là vua chúa trong người ta bầu lên là nhiều nhiều vị vua bầu lên vị vua đó gọi là minh chủ. Thường thường mà thấy rằng những cao thủ võ lâm đó họ 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 bầu ra minh chủ võ lâm thì cái nghĩa là người này được được tất cả những cái người cao thủ võ lâm họ bầu ra làm minh chủ võ lâm. Thì chúng ta hiểu rằng nhá, người phụ nữ cũng vậy, người phụ nữ đó thì ở trên đời này là phụ nữ là tạo hóa nhân sanh à, bởi vì phụ nữ là tạo hóa, như vậy là phụ nữ là đẻ ra những cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác, Bồ Tát độc giác, Bồ Tát tinh văn giác, rồi sau này những vị Bồ Tát thành Phật, nhưng mà những vị đó đều có mẹ, như là Đức Phật Gotama là có mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Như vậy chúng ta hiểu rằng nhé, phụ nữ ở đây Đức Phật đã gọi là phụ nữ là vô giá, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái người phụ nữ ở đây là có đức hạnh. Nếu mà chúng ta hiểu cho nó đầy đủ cái nghĩa đó
là người phụ nữ có đức hạnh đó, sanh ra con là minh chủ, là thánh nhân, là Phật Đà. Nhưng mà nếu người phụ nữ mà không có giá trị đó, thì không được như vậy. Nên ở đây chúng ta hiểu cái phụ nữ mà chúng ta hiểu thêm về mặt bên ngoài mà chúng ta thường nói là sắc á, sắc dục sinh và danh dục sinh đó. Ví dụ như cái tâm thiện dục giới hợp trí đó, nó tạo ra cái sắc dục sinh, là người đó có 32 cái tướng, 64 cái tướng đẹp như hoàng hậu Maya đi, thì cái sắc dục sinh đó nó đều là danh dục sinh. Mà danh dục sinh đó thì chúng ta hiểu đó là động lực, cái động lực mà động lực đó nó tạo ra cái quả. Ví dụ chúng ta thấy tâm thiện hợp trí đó, cho ra cái tâm quả hợp trí, làm việc tác khổ kiếp, tác tục là khởi đầu kiếp sống, và tạo ra cái người đó có mỹ tướng, và tạo ra người đó có cái sắc đẹp. Và trong cái sắc đẹp đó đó, người đó có cái đức hạnh quý vị. Bởi vì cái người phụ nữ đó không không phải là chỉ đẹp thôi, nhưng mà họ có đức hạnh, và chính cái đức hạnh đó là cái phước đức quý vị. Họ có tâm từ bi hỷ xả, họ biết giữ giới, họ biết tu tập những cái thiện nghiệp, nên họ mới có thể sanh ra là con, là thánh nhân, là Phật Đà. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, phụ nữ là tạo hóa, và ở đây á, phụ nữ là vô giá, thì chúng ta hiểu như vậy. Thì phẫn nộ là gom cùng là gì? Bởi vì chúng ta thấy rằng cái phẫn nộ á, khi mà chúng ta thấy rằng, như người ta nói rằng giác củi 3 năm đốt giờ, và chúng ta cũng hiểu rằng cái người phẫn nộ đó họ có thể làm rất là nhiều những việc gọi là ngũ nghịch đại tội, hay là gọi là tội nghiệp đó, như là giết cha giết mẹ, giết một a la hán, hoặc là lăng đá đè Phật, chia rẽ tăng. Tại vì họ sân hận quá đó, thì họ làm những cái việc việc ác này được. Nên khi mà họ làm cái này đó, họ trở thành trọng nghiệp, sau khi chết nhất định phải rơi vào địa ngục. Nên á, phẫn nộ á, nó có thể mang lại rất là nhiều cái sự đau khổ cho chúng sanh. Cái phẫn nộ, bởi vì cái sân á, bởi vì cái thân chúng ta mà Đức Phật nói là sát sanh trộm cắp tà dâm, thì chính cái sân, cái thân chúng ta làm việc sát sanh được. Chúng ta có thể giết những cái vị thinh văn giác, như là chúng ta thấy như là Ngài Mục Kiền Liên bị một số người họ bỏ tiền ra để giết Ngài Mục Kiền Liên vậy. Hay là chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái việc mà các bậc thánh đó bị người ta giết, và những cái người giết đó đó, ví dụ chúng ta thấy rằng có nhiều khi họ nghĩ một cách nghĩ mình gọi là dại khờ. Chúng ta thấy tiền thân của cái tên mà học bắn sạn đó, thì nghĩ rằng mình bắn con dê cũng bị đền, bắn con bò con trâu gì bắn người ta thì bị vua bắt vô ngục, nhưng mà bắn bị sa môn á, là sa môn này không có cha không có mẹ nên bắn thì sa môn đó là mình không có đền. Nên quý vị biết cái người đó, cái người học mà học cái nghề bắn bắn sạn đó, đem 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 gọi là giống như khai cái ngày mà gọi là khai cái tay nghề của mình đó, lại lại chọn cái gì Phật độc giác, bắn vào cái lỗ tai Phật độc giác. Và vì nó đâu đâu có ngờ, nghĩ thì nghĩ nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy thôi, nhưng mà khi mà giết cái vị Phật độc giác đó, thì những cái người thiện nam tín nữ họ thấy cái xác thân vị độc giác đó chết, họ khóc lóc. Và những người kia họ khóc lóc như vậy, thì người đó nói rằng mấy anh có biết, mấy cô có biết, mấy chị có biết là ai hạ sát cái vị này không? Chính tôi đó, tôi đã dùng tôi học nghề bắn sạn, và tôi đã dùng cái viên sạn này để bắn từ lỗ tai bên này trổ qua lỗ tai bên kia. Thì những người dân họ phẫn nộ lên, họ cũng giết những cái người người bắn sạn này chết, người bắn sạn này chết. Như vậy thường thường á, quý vị thấy rằng á, người ta đó ở đời đó, thì quý vị cái thấy sân á, là nó hợp với bốn tâm sở hữu sân: sân tật lãnh hối, và sân á, là cái sự hủy hoại. Bởi vì nó có tính chất là nghiêm trọng, là trầm trọng, hoặc là hời hợt. Có nhiều khi mình sân á, mà mình cố gắng đè nén gọi là hời hợt, nhưng mà cái sự phẫn nộ trong lòng mình nó vẫn còn. Còn sân là hủy hoại, là mình đối với mình đó, mình giận lên rồi đó, thì quý vị thấy có nhiều người họ giận vợ giận con đó, họ đập xe đập cổ, họ đốt nhà, nhưng mà họ không có giết vợ, nhưng mà có nhiều khi họ cũng giết vợ luôn quý vị. Thì chúng ta hiểu rằng sân á, là cái sự hủy hoại. Nên đó, phẫn nộ là cái gươm cùm. Nếu mà cái kiếm nó bén được á, mà bây giờ phẫn nộ nó giống như bây giờ nó bị rỉ sét vậy đó, nó làm cho cái kiếm nó không còn giá trị gì, giá trị nữa. Cái kiếm mà nó không còn bén nữa, nó không còn bóng loáng nữa, thì nó thực sự là nó là một loại thanh sắt để người ta chỉ quèo than cho vậy thôi, chứ nó cũng không còn cái giá trị của cái thanh gươm nữa. Và cái chính cái phẫn nộ đó làm mất giá trị con người của chị.
Bởi người ta nói rằng non mất mất ngon mà giận mất khôn, nghĩa là người giận thì họ không còn khôn ngoan nữa. Như đó thì chính cái gì làm rỉ thanh kiếm, chính là cái phẫn nộ đó quý vị. Phẫn nộ làm gươm cùng. Bởi cái trí tuệ là chúng ta hiểu cái sở hữu trí tuệ, nhưng mà khi một người sân lên đó, sân lên rồi đó thì họ không còn thông minh nữa quý vị. Nên một người khi mà họ sân lên rồi đó, họ không có thông minh nữa, và khi sân lên đó thì họ sẽ hủy hoại những cái thiện nghiệp mà họ đã làm. Chúng ta thấy như tôn giả Đeo Quá Tá đó, đã đạt được bát thiền ngũ thông rồi, nhưng mà vì vì muốn muốn được cái tăng đoàn, mà Đức Phật đó thì ngài nói rằng tăng đoàn đó không phải là ngài có cái ý cai quản, nhưng mà chư tăng đó, tôn kính Thế Tôn đi theo làm ngài, đi theo ngài để học hỏi tu tập để làm đệ tử ngài thôi. Nếu mà Đề Đa được vậy thì cũng đi theo, nhưng mà Đề Đa không có muốn như vậy. Và khi mà chư tăng không đi theo mình đó, thì tìm cách hại Đức Phật, lăng đá đè Đức Phật, rồi kêu vua A Xà Thế cho voi sai uống rượu, tượng Na La Kiri đi uống rượu say để đạp Đức Phật. Rồi những cái chuyện mà Đề Quán Tá làm, mướn mướn xã hội đi bắn Đức Phật này kia nọ, cuối cùng cũng không được, không được, không được, tự thân Đề Đa đó là lấy cây xeo đá lăn xuống đè Đức Phật, khi Đức Phật đi kinh hành dưới chân núi và ông ta lăn đá trên núi lăn xuống. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái người là phẫn nộ lên đó, phẫn nộ làm cho cái trí tuệ nó không còn nữa. Bởi vì khi một cái người mà làm cái ngũ nghịch đại tội rồi đó, thì những cái thiện nghiệp này mình làm đó, mình làm, nhưng mà cái trọng nghiệp nó vẫn cho vào địa ngục với cái ngũ vô gián tội, ngũ vô gián, và cái đó là đại tổng tội, đó là giết cha giết mẹ, hoặc là giết bậc A Hán, hoặc là chích mát hoặc là chia rẽ tăng, là ngũ nghịch đại tội. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, ở đời đó chỗ mà Đức Phật ấy nói rằng mình dù có khôn ngoan nhưng mà mình sân hận là nguy hiểm. Mình hãy hiểu rằng á, phẫn nộ á, làm cho mình rất là khổ đau, và khi phẫn nộ đó mình không có chế sự phẫn nộ đó thì mình làm những cái việc mình có thể ảnh hưởng mình rất là nhiều. Như chúng ta nghe cái câu chuyện vị thiên nữ đó, nếu mà vị đó không chế được cái phẫn nộ đó mà giết cái vị tỳ kheo đó, thì cái vị thiên nữ này có lẽ là không có thể chứng đạo quả tu đâu rồi. Nhưng mà nhờ chế ngự được cái lòng sân đó, không có giết chết vị tỳ kheo, và đến gặp Đức Phật giải bài Đức Phật thuyết pháp, và cái vị này đã đắc đạo quả. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những câu chuyện, cái sự chói sáng đời đó, như là nàng Uttara bị kỹ nữ Siddhima tạt dầu và vào người, nhưng mà không, vì cái đức tánh, vì cái sự suy nghĩ của tín nữ Uttara nghĩ rằng kỹ nữ Siddhima đã giúp ta rất là nhiều để ta bố thí cúng dường đến Đức Phật với chư tăng hộ trì chư tăng trong những tai nạn, và cái tâm đó giống như cái tâm vô lượng vậy, một cái tâm thương người kính vật này cái nọ, kính trọng tam bảo, nên kỹ nữ Siddhima có lấy dầu sôi tạt vào cũng không có phỏng được. Và đó trở thành một cái câu chuyện huyền thoại, mình có thể hiểu là câu chuyện huyền thoại trong Phật giáo, mà mình hiểu rằng cái câu chuyện huyền thoại này chẳng qua là một cái câu chuyện mà ở trong Tam Tạng kinh điển lưu lại, nhưng mà có nói lên một cái đức hạnh đặc thù mà nó làm nên cái chuyện huyền thoại này. Nên bình thường á, thì chúng ta thấy rằng á, một cái người mà sân hận á, thì họ sẽ không làm được điều này. Chỉ có khi nào đó mà họ bình tâm á, tỉnh trí đó, thì họ thấy rằng ở cuộc đời này đó mình phải suy nghĩ, ở đời mình gặp gọi là thuận và nghịch đó, là cái chuyện thường xuyên. Thuận là cái lòng tham mình sanh lên, nghịch là cái sự không vừa lòng với mình. Nên thường thường quý vị bị là một người mà muốn ăn á, mà mình cản cái ăn của nó đó. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều con chó đó, chủ cho nó ăn mà nó cắn chủ luôn á, là ông chủ cho nó ăn nhưng mà lấy cái đó nó tức nó cắn con chủ luôn. Nên chúng ta thấy ở đời đó, có nghĩa là cái sự phẫn nộ đó làm có thể là làm cho mình chết. Ví dụ mình nói như mình nuôi con chó đi, mình cho nó ăn như vậy đó, mà mình ví dụ mình lấy đồ mình xớt vô thêm ăn mà nó cắn mình đó, có lẽ là con chó này chắc có lẽ là nó cũng sẽ khó sống với ông chủ. Bởi vì nó mà khi mà nó săn cấn cắn ông chủ thì ông chủ cũng nghĩ là nó là con chó phản, con chó này thiệt là vô lý, mình lấy ra để mình chế đồ ăn vô thêm mà nó vẫn cắn mình.
Thành ra là con chó thì có lẽ là nó cũng sẽ khó sống sống sót. Thì ở đời chúng ta hiểu rằng cái sự phân sân hận đối với một cái người chủ, đối với người tớ đó, thì cái người chủ cũng không có xài cái người này. Dù người này có nhiều cái đức hạnh tốt, nhưng mà cái tánh sân hận đó thì làm cho người chủ sợ hãi. Cũng như vậy, ở đời cái người sân hận làm họ gây nhiều cái hệ lụy lắm quý vị. Ừ, thì chúng ta hiểu như vậy. Rồi á, trộm đem đi bị chặn. À, chúng tôi nhớ trong cái thơ đường của sư trưởng đó, trộm đi đem đồ, trộm đem đi bị chặn, tăng đem đi á, thì được vui. À, bởi vì trộm á, thì quý vị thấy rằng trộm cắp á, là luôn luôn tìm cách để đoạt được cái của mình đem đi. À, nên cái trộm cắp á, là cái gì đó mà trong cái thời kỳ mà Đức Phật gọi là kiếp kiếp giảm á, kiếp giảm tuổi thọ của loài người đó cũng từ cái sự trộm cắp. À, cái nghĩa là những người mà họ họ đi trộm cắp á, như là chúng ta thấy lúa mà nó mọc không đủ đó, là cũng là cái điều đó. À, cái điều đó là cái nghĩa là người ta đã trồng lúa lên, người ta không có ăn lúa của mình, đi ăn cắp lúa của người khác. À, và như vậy đó, lúa đó nó không có còn mọc lên nữa cái gì, và người ta phải 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 gieo trồng, và gieo trồng cũng tiếp tục, những cái người nọ hay trộm cắp họ vẫn tiếp tục trộm cắp. Và như vậy những cái ác pháp tăng trưởng và cái tuổi thọ là người giảm xuống quý vị. Như vậy á, thì Đức Phật này cho chúng ta biết là trộm muôn thuở, lúc nào trộm người ta cũng người trộm cũng bị chặn hết. Bởi vì thường thường á, ở trong kinh Đức Phật này cũng có dạy cho một số những người nam nữ cư sĩ, mà khi Đức Phật ngày ngày hỏi đó, ví dụ như này, ông thiện nam cô tín nữ, nếu mà cô có cái đó đó, có vàng bạc đó, có lúa thóc đó, người ta lấy của cô thì cô thấy sao? Thì sự là khi là người nào mà họ bị trộm lấy đó, thì họ khóc than quá gì, họ khóc than sầu não, thậm chí những cái tiền đó rất là nhiều khi là cái sanh mạng, là tiền cứu sanh mạng, nên khi mất nó họ họ buồn, họ có thể tự giận họ chết luôn. À, và những cái người đó nói rằng, họ cũng trả lời với Đức Phật là nếu của con mà ai lấy đi, con rất là đau khổ, đầu bù tóc rối, mặt mày đầm đìa nước mắt. Khi mình ở nhà mình giữ nhà đó mà trộm vô lấy đó, về cha mẹ mình cũng quýnh mình, chồng con mình cũng về giày xéo mình, nếu không đánh đập mình cũng giày xéo mình. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà họ họ mà bị trộm đột nhập đó, thì họ bằng đủ cách để họ chặn trộm, chặn cái sự lấy đi. Chúng ta cũng biết rằng đối với Phật pháp đó, thì Đức Phật ngày cũng tuyên bố rằng ngày nào mình hết phước đó, hết phước đó, thì lửa cháy tài sản của mình, nước trôi tài sản của mình, giặc trộm cướp tài sản của mình, nhà vô xung công tài sản của mình, hoặc là người thừa tự họ phá sản bằng cách là bệnh hoạn trong nhà, con trai con gái cháu nội chồng gì đó, bệnh này bệnh kia, để mình tiêu tốn cái tài sản đó. Đó cũng là một cái cách mà Đức Phật gọi là cái người hết phước. Cái phước vật á, là cái gì cho cái sắc uẩn của mình nó được 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 tươi vui. Bởi vì chúng ta thấy rằng á, cái phước vật muốn nói là cơm canh bánh trái, nhà cửa vàng bạc, để cho mình trang sức cái tên người mình chói sáng. Nhưng mà nếu mình thiếu phước vật đó, thì cái tài sản nó bị trộm lấy đi, rồi bị vua tịch thâu, bị nước trôi, bị lửa cháy, rồi bị chồng con đó bệnh hoạn, rồi tật nguyền tai nạn, mình phải bán cái này bán cái kia đi, trước vàng dòng sau đất đai, sau nữa nhà cửa. Như vậy là rõ ràng đó, mình không còn những cái gì để nuôi cái xác thân của mình. Bởi vì chúng ta hiểu phước vật là cái phước gì cho chúng ta là bệnh hoạn, cho chúng ta là ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa giặt giũ rồi trang sức trên người. À, những cái phước vật đó đổ sanh cho chúng ta là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta đó, mất cái đó đó, chúng ta đói khát thiếu thốn, rồi bị áp lực buồn rầu, nên chúng ta thấy có nhiều người đó họ giàu mà họ xuống nghèo đó, rất là khó để họ tồn tại. Nhưng mà từ nghèo đó, lên giàu đó thì họ rất là dễ tồn tại. À, cái người họ, họ không có gì đó, họ làm thì từ từ họ có thì từ được, nhưng mà có thật nhiều rồi bây giờ mất đó, là một cái điều rất là khó đối với họ. À, rất là khó đối với họ. Thì chúng ta hiểu rằng trộm cắp lấy thì bị chặn, sa môn lấy thì lại vui. À, sa môn đem đi thì lại vui. Đức Phật này nói như vậy là sao? Bởi vì sa môn là không có trộm cắp cái gì. À, cái từ samana là một cái vị gọi là sa môn có tu tập đó, thì gọi là có thân khẩu ý trọn lành. À, nên cái người đó đó không bao giờ trộm cắp, mà người ta chỉ bố thí thôi.
À, nên Đức Phật ngài dạy một 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 bát cơm ngàn nhà, một mình muôn dặm xa, chỉ vì sanh sanh tử sự vui, sống hạnh không nhà. Có nghĩa là một một cái một một mình như vậy, ôm cái bình bát rồi đi ngàn nhà, à, chỉ vì sanh tử sự, nghĩa là chỉ muốn thoát luân hồi thôi. Rồi vì cái sự sanh tử này mà đi thất thực, à, mà sống gọi là nuôi mạng chánh chánh, như là ba cái sở hữu giới phần mà chúng ta gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó. Ba cái sở hữu giới phần này sanh trong tâm đạo, sanh đồng loạt để trở thành bát chi đạo. Nhưng mà ba cái giới phần này sanh trong tâm thiện dục giới hợp trí đó, là cái người tu tập họ giữ chánh ngữ hoặc là chánh nghiệp hoặc là chánh mạng. À, như vậy cái sự mà sa môn á, mà đem đi người ta vui đó, không phải là sa môn lấy, mà người ta cúng dường cho sa môn, à, vì người ta tin đó, à, cúng dường cho người mà có cái ruộng phước đó, mà Đức Phật này thường nói chư tăng là ruộng phước đó, là chư tăng nó có chánh kiến, có giới, có định tuệ đó, có giải thoát đó, giống như là cái miếng ruộng mà không có bị phèn, rồi không có bị sâu bọ, không thiếu nước, không sỏi đá, và không có bị chuột phá. Chúng ta thấy một miếng ruộng mà bị chuột phá nó cũng mất đi lúa, mà nếu mà miếng ruộng nó bị phèn là lúa cũng không tốt, nên thường thường người ta hay rải vôi để hạ phèn đó, vì phèn nó bó cái gốc lúa, lúa nó không có nở được. À, như vậy á, thì khi mà Đức Phật này nói rằng một vị tỳ khưu mà không có giới đó, không có tu tập đó, thì giống như là có những cái tri kiến sai lầm đó, có những cái tri kiến lũng đoạn đó, có những cái giới hạn ô uế đó, thì Đức Phật này ví dụ như là miếng ruộng mà bị phèn, bị sỏi đá, bị chuột phá, rồi thiếu nước, rồi bị sâu bọ vậy đó. À, bởi vì cái ruộng mà chúng ta thấy ruộng phải có nước, mà thiếu nước thì lúa nó sẽ lửng thôi, nên thường thường chúng ta hay thấy những cái ruộng lúa mà lúa lửng lửng đó, là nó không có nước nên lúa lửng lửng. À, một miếng ruộng mà tốt, nước đầy đủ, không có chuột phá, không có sâu bọ và không có bị phèn, thì miếng ruộng đó nó cho ra những cái thành quả thu hoạch rất là nhiều. Một vị sa môn mà có những cái mình gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh minh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát đó, thì gần như một vị sa môn không có lỗi, hoàn hảo. Và cái sự bố thí cúng dường cho vị đó mang lại cái nhiều cái thành quả, mình gọi là cúng dường có đức tin, cúng dường có cung kính, cúng dường đúng thời, mà chúng ta không cúng dường gượng ép hay là cúng dường gây tổn hại, mà chúng ta chỉ cúng dường có lòng tin, có sự tôn kính và cúng dường đúng thời thôi. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng những vị sa môn á, là vị đó đó là bỏ đi cái gánh nặng phiền não, rồi cuối cùng bỏ gánh nặng ngũ uẩn, các ngài giác ngộ rồi, như Đức Phật ngày dưới cội Bồ Đề giác ngộ, nhưng mà còn cái thân ngũ uẩn, nên còn cái khổ ngũ uẩn, còn phải đi khất thực, còn phải hóa duyên, còn phải giống như chiếc xe muốn chạy thì phải có xăng. Ngài muốn hóa độ chúng sanh đó, thì ngài phải đi hóa duyên, để những người đó họ gieo duyên cúng dường cho ngài, để họ trở thành những cái chúng sanh có những cái phước phần sau này. Và những cái vị Phật A La Hán chánh đẳng giác độc giác tinh văn giác đó, làm những cái việc thiện, thay vì làm bằng cái tâm thiện hợp trí, cũng bố thí trì giới tu thiền thính pháp thiết pháp cung kính phục vụ hồi hướng phước tùy hỷ phước, nhưng mà ngài làm bằng cái tâm tốt, cái tâm tốt là cái tâm của vị A La Hán chánh đẳng giác độc giác tinh văn đẳng giác, làm ngài vẫn làm những cái thiện sự công đức, thay vì làm bằng tâm thiện hợp trí, nhưng mà ngài làm bằng tâm tốt. Như vậy rõ ràng á, cái vị sa môn đó là những vị đắc được đạo tu đà quần, hoặc là quả tu đà quần, đạo tư đà hàm, quả tư đà hàm, đạo a na hàm, quả a na hàm, đạo án, quả a la hán. À, chư tăng là những vị đáng nhận những tặng phẩm tệ phẩm, là những phước điền vô thượng trong đời. Nên chúng ta hiểu rằng sa môn á, đem đi người ta vui. À, nên thường thường quý vị thấy, đối với vua Ba Xê Nó Đí hay là những cái vị quan mà đem tới 500 cái bộ y cúng dường cho ngài Ananda đó, mà ngài Ananda không chịu nhận đó, thì những cái vị đó rất là buồn, muốn cúng ngài nhận hết. À, và ngài nói rằng ngài rồi, nhưng mà những vị đó cũng vẫn muốn ngài nhận, và ngài nói rằng rồi ngài nhận rồi, ngài đem về ngài chia cho chư tăng. À, thì những vị đó rất là hoan hỷ, muốn cho ngài nhận nhiều y vậy, nhưng mà muốn ngài nhận. À, như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, sa môn á, đem đi người ta vui. À, nên bình thường quý vị biết rằng á, như là Đức Phật ngài nói trong kinh á, chỗ nào có ngài siêu lý đó, chư tăng không có đói khát. Cũng giống như vậy, chúng ta hiểu rằng một chúng sanh đó, mà trong hàng tăng tăng lữ mà có phước đó, thì vị đã nhận rất là nhiều nhiều y phục, nhiều trú xứ, nhiều thuốc trị bệnh và nhiều
vật thực, nhưng mà những vị nó sẽ chia cho chư tăng. Nên á, thường Đức Phật ngài mới nói rằng một cái vị sa môn á, mà hiểu như vậy đó sẽ cố gắng làm phước. Hay là quý vị nghe công chúa Côn Đi mà Đức Phật, hỏi Đức Phật á, một cái vị bố thí và một vị không bố thí đó, sau khi xuất gia hai vị nó khác nhau gì? Đức Phật này cũng khác nhau. Khác nhau là cái vị mà có bố thí đó ở đồ chúng nào, đồ chúng cũng rất là hoan hỷ. Nếu mà sanh về cõi trời đó, thì vị đó cũng thù thắng hơn. Nếu mà sanh lại trong gia đình nào đó, thì gia đình nó có con cũng giàu sang hơn. Và nếu vị đó tiếp tục xuất gia trong cái hội chúng nào đó, thì hội chúng đó không có đói khát. Nên thường quý vị thấy như là ngày Upali, ngày siêu quả lý, ngày khi mà chư tăng đi tắt á, Đức Phật ngài hỏi có ngày siêu quả lý không, khi mà có ngày siêu quả lý thì đi tắt ở trong rừng á, cũng vẫn có chư thiên thì nó cũng dự. Như vậy chúng ta hiểu rằng nhé, nên thường thường chúng ta hiểu cái tâm thiện nó cho ra tâm quả, và cái tâm quả nó làm việc tái tục, nó sẽ tạo ra danh tục sanh và sắc tục sinh. Nếu mà chúng ta đó có cái động lực hợp trí đó, thì chúng ta có cái tâm quả hợp trí làm việc tái sanh. Và nếu mà chúng ta tái sanh do cái thiện nghiệp bố thí cúng dường đó, thì sắc nghiệp ta nó cũng đoan chánh hơn. Và chúng ta sanh ra đời chư thiên và nhân loại, họ thấy mình, họ quan nghĩ, họ bố thí cúng dường. Chính vì điểm đó đó, nên những cái người mà họ hiểu sa môn đó, cũng có những cái vị sa môn mà trong kinh gọi là liên bạch liên sa môn hoặc là thanh liên sa môn, là những vị sa môn mà có thể dễ dàng thành tựu a la hán tuệ phân tích, a la hán lục thông, a tam minh, a la hán nhất minh đó. Thì những vị đó là những cái vị thánh mà theo cái công hạnh, theo cái hạnh nguyện của họ, của các vị đó, và do cái ba la mật hạnh của các vị đó tạo tác. Nên sa môn chúng ta hiểu là bốn đôi tám vị là những vị mà đạt đạo, và những vị đó đang diệt trừ những cái phiền não và đang hóa độ chúng sanh, đang làm cái ruộng phước điền cho những người này gieo duyên bố thí cúng dường. Thành ra sa môn đem lại bôi là như vậy. Rồi người trí thường quan hỷ khi sa môn lui tới, bởi chúng ta thấy vua Ba Xê nó đi đó, thấy chư tăng đến nhà bà cấp ông cấp cô độc bà Quy Sơ Kha đó, thì vua cũng tìm hiểu đủ cách hết. Cuối cùng thì vua nghĩ rằng do cái thân quyến, do có cái thân tình nên cưới một cái người con gái trong dòng Thích Ca, để có cái giống như là có trong dòng Thích Ca cũng có một cái người thân quyến ở đây thì chư tăng hay lui tới vậy đó. Thì chúng ta hiểu rằng cái người trí thường quan nghĩ khi mà thấy sa môn lui tới, bởi sa môn lui tới đó là mình có cái dịp cung kính. Cũng như quý vị nghe chúng tôi thường hay nhắc là ngày Một Hiền Liên ngày lên cõi trời đó, ngày lên cõi trời ngày thấy những vị thiên nữ, ngày hỏi này thiên nữ do cái phước gì lên sanh lên cõi trời, nói rằng bạch ngài, ở đời con thấy chữ tăng nhé, con chắp tay con xá chào nên con sanh lên cõi trời, nhưng mà con không bằng vị thiên nữ kia. Thì ngày Một Hiền Liên ngày tại hỏi vị thiên nữ kia, này thiên nữ ở đời thiên nữ làm gì, thiện nghiệp nào cho sanh lên cõi trời. Thì vị thiên nữ đó khi mà chết quá sanh thì nhớ lại kiếp trước, nên nói rằng con gặp chữ tăng thì con kéo ghế, con chắp tay, con giá chào, con xong rồi con kéo ghế mờ ngồi nên con sanh lên cõi trời này, nhưng mà con không bằng vị thiên nữ kia. Thì ngày Một Liên ngày tới hỏi vị thiên nữ đó, thì vị thiên nữ nói rằng con gặp chữ tăng, con chắp tay xá chào, rồi con kéo ghế mời ngồi, rồi con lấy nước con dâng, nhưng mà bằng vị thiên nữ kia. Cuối cùng thì đến cái vị thiên hậu đó, thì ngài hỏi, thì vị thiên hậu nó nói rằng bạch ngài, ở đời con thấy chư tăng con chắp tay xá chào, rồi con kéo ghế mời ngồi, rồi con dâng nước, rồi con dâng cơm, chư tăng ăn cơm xong con kéo cái ghế nhỏ con ngồi con nghe pháp, là con chứng được những cái gì Đức Phật, Đức Thế Tôn thuyết giảng, nên con sanh làm thiên hậu trên cõi trời này. Thì quý vị biết rằng Đức Phật mà ngài nói như vậy thì cái thiện tâm của chúng ta sanh lên nó sẽ bảo hộ chúng ta. Và cái phước vật, phước đức và phước trí đó, thì cái phước trí là cái phước mà nghe pháp đó, mình sẽ tạo thành cái trí tuệ, mình gọi là sơ đạo là kiến đạo, là đoạn trừ cái tà kiến đó do nghe pháp. Nên sơ đạo gọi là kiến đạo là dứt trừ cái tà kiến cũ quẩn do nhờ nghe pháp. Cái nhị đạo gọi là tiến đạo là như vậy. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng cái vị sa môn mà thường lui tới, chúng ta thấy như gia chủ út gái vậy, lần thứ nhất gặp được ngài Sa Điếu Tá, ngài thuyết giảng đặt đạo quả Tu Đà Hoàn, rồi phát tâm cúng dường đất để làm chùa, rồi lâu thì lâu gặp lại ngài một lần nữa,
và gặp được ngài Sariputta lần nữa, thì ngài rất là mệt, nhưng mà ngài thuyết vắn tắt. Gia chủ quốc gia nói rằng thỉnh ngài, ngài thuyết đi ít nhiều cũng được hết. Nhưng mà ngài thuyết lần thứ hai ấy, thì gia chủ quốc gia trở thành vị thánh A-la-hán, chưa từng gặp Đức Phật nhưng mà gặp được ngài Sariputta. Nên thường thường Đức Phật này nói rằng chúng ta bỏ được những cái tà kiến lầm lỗi đó, chúng ta có biết được nhân quả đó, thì Đức Phật tuyên bố rằng những người này nên nhớ ơn là Đức Phật là đệ tử của Đức Phật à, mà mình có cái tri kiến đó. Chứ còn nếu không thì muôn thuở mình không bao giờ có những cái tri kiến nhân quả. Tại vì ngoài đạo Phật không có thuyết nhân quả. Quý vị, quý vị thấy những cái tôn giáo khác đó, thì họ nói rằng tin Chúa thì Chúa đưa lên trời, không tin Chúa thì xuống địa ngục. Và những cái tôn giáo khác đó, thì họ nói rằng giết càng nhiều người đó, thì lên cõi trời được nhiều vợ à. Những cái tôn giáo đó nó không có nói đến nhân quả. Nói đến nhân quả mà nói đến Phật giáo, quý vị. Phật giáo là một cái thuyết nhân quả. Và những người dân đó, họ nghe được, họ nói đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng họ nói những cái điều đó đều là Đức Phật ngài nói, à, ngài nói. Và những người đã được nghe Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật là những vị tăng tỳ khưu hoặc ni tỳ khưu, hoặc những sa di tăng sa di ni, hoặc là những người nam nữ cư sĩ mà họ được nghe. Và chính họ được nghe đó đó nên họ nói. Nên thường thường đó, thì quý vị biết rằng những người Phật tử có lòng tin đó, thì họ thường gần đến người trí. Người trí chúng ta hiểu là những vị sa môn, những người thiện nam tín nữ đó, thì họ gần gũi những người đó có bạn đạo, mình gọi là bạn đạo đó. Và những người đó họ nói và những người thì nghe ít nhiều đó. À, chính vì điểm đó nên chúng ta hiểu rằng Đức Phật nói người trí thường quan hỷ thấy sa môn lui tới. Bởi vì cái vị sa môn đi tới đó, thường Đức Phật ngài cũng dạy đó, vị sa môn thuyết giảng cho người nào có lòng tin à, thì Đức Phật ngài nói sa môn sẽ thuyết giảng cho những vị có lòng tin à, những người nào thường bố thí cúng dường, những người nào thường cung kính đó à, thì sa môn à, những vị tỳ khưu sẽ thuyết mát cho người đó và cũng ưu tiên nhận vật thực của người đó. À, nên á, Đức Phật ngài trả lời à, và ngài nói rằng người có lòng tin á, người đó thường được chư tăng thuyết pháp, và người thường bố thí cúng dường cũng được chư tăng thuyết pháp, người có cung kính chư tăng cũng thường được chư tăng thuyết pháp và giảng đạo khích lệ à. Như vậy á, thì sa môn á, là những vị đó à, là đa văn, là những người à, học được những cái lời dạy của bậc đạo sư, và những cái vị đó đó hoằng dương chánh pháp, và chánh pháp được tồn tại đến ngày nay. Thì chúng ta hiểu điều đó hoàn toàn là do tăng bảo à, do cái hàng ngũ à, của đệ tử của Đức Phật mà chánh pháp được tồn tại. Như vậy á, thì sa môn ý nghĩa của những cái mà chúng ta cũng bữa hôm trước chúng ta cũng thường nghe đó, một vị mà có thuyết pháp giảng đạo mình cúng dường cho vị đó, mình vừa được phước vật vừa được phước trí nữa à, còn mình cúng dường vị mà không có thuyết giảng đó, thì mình có phước vật. Thì điều này bữa hôm trước chúng ta học trong tăng chi chúng ta cũng có nghe điều này. Như vậy á, thì Đức Phật ngày nói như vậy để khích lệ quý vị, chứ không phải là để cho chúng ta biết rằng tại sao mà A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích, nhưng mà cũng có A-la-hán nhất minh à, tùy theo thôi à, vị đó có hy sinh nhiều, có cống hiến nhiều, và có cái sử dụng mảnh trong cái luân hồi dám dấn thân để trở thành A-la-hán à, lục thông A-la-hán tuệ phân tích. Bởi thường thường quý vị biết rằng chúng ta biết Phật pháp, nhưng mà giờ chúng ta biết vậy đó, chúng ta nghe luân hồi chúng ta sợ, chúng ta nói thôi luân hồi mà có đủ điều kiện đắc đạo quả thì con cũng đắc. Như vậy chúng ta có thể đắc A-la-hán nhất mà nhất minh thôi quý vị. Nhưng mà nếu mà những vị mà muốn đắc A-la-hán tam minh, A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích á, thì vị đó phải cống hiến rất là nhiều, và vị đó dù biết á, cái sự luân hồi đau khổ, nhưng mà vị đó vẫn âm thầm để làm những cái thiện sự công đức mà trở thành A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích, A-la-hán tam minh. Nhưng mà A-la-hán nhất minh á, thì rất là dễ quý vị à. Nên thường thường á, gặp những vị mà có cái nguyện lớn á, các vị nó nói câu vui vui. Nhất là hồi xưa Sư Giác Nguyên không, chúng tôi gặp chúng tôi cũng nghe Sư Giác Nguyên nói câu là thôi thành thánh nhân một lần, nhưng mà thành thánh nhân nó dữ dội chút xíu là thành Phật Chánh Đẳng Giác hay là Tinh Văn Thượng Thủ. Chứ còn tinh văn mà nhất minh á, thì hình như là chắc những vị đó không có tha thiết à, cũng là giải thoát. Như vậy chúng ta thấy rằng á, đối với chúng ta tu học á, chúng muốn giải thoát. Nhưng mà có nhiều người muốn giải thoát, nhưng mà chúng ta đó à, nỗ lực để giải thoát, nhưng mà những vị đó đó cũng giải thoát, nhưng mà giải thoát với một cái sự mà mình gọi là đặc biệt à, cũng thành A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích, hay là A-la-hán chánh đẳng giác à, nên những cái vị đó có cái hạnh nguyện, và chúng ta nên quan nghĩ với cái hạnh nguyện đó. Bởi vì trong hàng triệu hàng tỷ người đó mới lựa được trăm người, trong trăm người như vậy mới có một người
à, thành chánh mẫn giác của quý vị. À, cái sự lựa chọn đó chúng ta thấy như là câu chuyện của ngài Sariputta, ông quá khứ ngài phát nguyện thành chánh mẫn giác đó. Nhưng mà khi ngài móc mắt ra, ngài bố thí cho ông Bà La Môn đó, ngài hỏi Bà La Môn xin mắt để làm gì? Ông Bà La Môn nói là xin mắt để dưới đất lăn chơi thôi, chứ làm gì. À, nên ngài Sariputta ngài mới thối thất, ngài trở thành A La Hán thinh văn thường thủ thôi, chứ còn không phải là A La Hán đẳng giác. Như vậy nói để quý vị biết, bậc trí ở đây chúng ta hiểu rằng những cái vị đó dám dám một cái hạnh nguyện hy sinh tột cùng như vậy để trở thành A La Hán chánh đẳng giác là một cái kỳ hoa dị thảo, trăm trăm ngàn năm chưa có một lần. Những kỳ hoa dị thảo đó đó mọc ở trong và những cái chỗ mà nó rất là đặc biệt, thì cũng giống như vậy vậy đời đó có những cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác, những vị này là những bậc trí đặc biệt, rồi những cái vị độc giác, những vị thinh văn thượng thủ, những vị lục thông, những vị tam minh, những vị tuệ phân tích, những vị đó rất là đặc thù ở trong cuộc đời này. Tuy rằng những bậc thánh thì chúng ta không có chê, nhưng mà chúng ta hiểu rằng tùy theo nguyện của mỗi người thôi, chứ cũng không phải là mình chê khen gì. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng một cái người công ra nhiều đó, và chúng ta cũng để tránh những cái trường hợp cái gì, chúng tôi cũng thấy có nhiều người họ họ rất là cực đoan, họ muốn tu thiền thì họ công kích những người dịch kinh dịch sách này kia nọ, điều đó không có nên quý vị. Chúng tôi thấy điều đó là không nên, chúng ta không có nên làm như vậy. Chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta cứ tu đi, chúng ta giải thoát. Mà chúng ta công kích những vị khác đó với cái tri kiến mình ấy, ở cái người tu thì hạnh. Nên giờ quý vị thấy Phật giáo mà truyền qua những nước Âu Mỹ đó, họ cũng nói tu thiền thôi à, họ cứ ngồi nó tu thiền thôi, chứ còn nói dịch kinh dịch sách hay là đi thuyết pháp giảng đạo rồi đó, đối với họ thì họ không quan trọng. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái tri kiến của họ nó ở cái góc độ nào, chúng ta phải hiểu. Và chúng ta cũng hiểu, nếu mà chúng ta là người Phật tử mà gọi là thông thái đó, chúng ta nhìn vào chư tăng ấy, chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn với cái vị đó, mà khi chúng ta có cái tầm nhìn chúng ta mới quý trọng vị đó. Chứ còn nếu không thì chúng ta cũng coi thường thôi quý vị. Thành ra chúng ta cái coi thường nó chẳng qua là cái sự dễ vui thôi, mình hiểu không tới rồi mình coi thường. Giống như người đó họ cầm cái bậc đó rồi họ định giá cái bậc đó với cái tri kiến của họ thôi. Nhưng mà nếu một người mà họ mua cái đồ cổ đó thì họ lại không định giá cái cách đó đâu quý vị. Họ định giá theo thời gian, định giá theo cái giá trị thực của nó. Còn một cái người họ không hiểu đó thì họ cầm họ định giá một cách hời hợt. Thì chúng ta nhận diện đời á như vậy, nên Đức Phật này khuyên chúng ta với thân khẩu ý trọn lành chúng ta hãy cẩn trọng là như vậy. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì con xin trình bày ở đây, thì con nghĩ cũng vừa với cái thời gian và phần phước đã phát sanh được. Kính dâng với ngài, xin chia đến tất cả quý vị, mong phước lành này hộ trì cho tất cả vui tấn hóa trong cái lời dạy của Đức Phật. Bây giờ thì con xin thỉnh ngài Thượng Tọa Nhất Đẳng điều hợp phần thảo luận cái phần thiếu sót mà con nói chưa hết. Dạ, kính tri ân quý ngài. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, không biết Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thầy Siêu, dạ vâng. Xin trình Thượng Tọa Thầy Siêu trả lời cho hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là đôi khi chúng ta thấy rằng giáo pháp là có một cái tập chú rất là giới hạn, là Đức Phật ngài chỉ dạy về những gì, về sự khổ và liên quan đến sự khổ. Thậm chí ngài còn dùng cái ví dụ là một ít lá cây trong tay so với lá cây trong rừng. Nhưng mà khi mà chúng ta học tâm tạng kinh điển và đặc biệt là học thánh pháp thì chúng ta thấy rằng hiển bày ra một cái thế giới mênh mông rất là rộng, bao biển rất là nhiều cảnh vật. Và ngay cả như trong bài kinh này chúng ta thấy cũng có nhiều nhiều điều mà mình nghĩ rằng nó có vẻ gì, nó có lý đó, nó cũng hay đó, nhưng mà lại không liên quan đến giác ngộ giải thoát, nhưng mà Đức Phật vẫn dạy. Thì chúng ta hiểu như thế nào về điểm này? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Từ Sư Khoan Hỷ giải thích. Thưa Thượng Tọa. Nam mô Phật thầy nha. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị.
chúng ta đọc cái chữ kỹ. Ở trong cái bài kinh Sinh Sapana, chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa của câu hỏi và câu trả lời. Những gì mà Đức Phật đã dạy những điều đó nó phải phù hợp với chân lý. Nó có liên hệ đến cái lợi ích, tức là sự giải thoát. Đó là hai cái điểm chính. Còn cái việc mà chúng sanh ưa thích nghe hay ưa không ưa thích nghe thì cái chuyện đó hạ hồi phân giải. Nhưng mà hai điểm chính chúng ta nhớ được. Và do đó, điều mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng pháp Như Lai thuyết cho các ngươi chỉ nhiều như là trúc lá cây Simpana trong vòng tay của Ngài thôi. Vì những điều đó đưa đến liên hệ giải, liên hệ giải thoát. Sở dĩ mà chúng tôi nhấn mạnh điểm để cho quý vị thấy, Ngài không có nói rằng là trong tất cả 84.000 pháp môn, điều mà Ngài nói nó đều đưa đến nên là chân lý, là đưa đến liên hệ mục đích giải thoát. Ngài không có nói như vậy. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng là trong cuộc đời của Đức Phật, Ngài có thuyết pháp, Ngài có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là do Đức Phật Ngài tự vấn tự đáp, có nghĩa là tự Ngài đưa lên cái đề tài để Ngài thuyết, Ngài giáo giới, Ngài dạy cho chúng tỳ kheo. Và thứ hai là trong cái cuộc sống của Ngài, có đôi khi Ngài trả lời cho chúng sanh khác, như là Ngài trả lời những câu hỏi của các du sĩ ngoại đạo, trả lời những câu hỏi của các vị bà la môn chất vấn, hay là Ngài trả lời câu hỏi của các vị chư thiên phạm thiên. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là những gì mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng đệ tử đó, thì những cái điều đó chắc chắn là phải liên hệ đến mục đích giải thoát và đúng với chân lý. Vì những cái pháp đó có ích lợi cho đệ tử,
Cái đó, về khía cạnh đó thì chúng ta không có cái gì để mà chúng ta thắc mắc hay nghi ngờ gì cả. Trong khi trường hợp mà có người hỏi Ngài, rồi Ngài trả lời cho nó thích ứng với, nó tương ứng với cái câu hỏi của họ, thì đó là trường hợp để chứng tỏ cho thấy rằng cái biện tại vô ngại của Đức Thế Tôn và ngữ vô ngại của Đức Thế Tôn là vượt lên trên cả chư thiên và nhân loại. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng câu mà Đức Thế Tôn nói về cái nấm cây, nấm lá cây Simpanna, Sinh Simpanna ở trong cái bàn tay của Ngài đó, là Ngài tuyên bố về cái lời thuyết pháp của Đức Phật, thuyết pháp của Ngài, lời thuyết pháp của Ngài sắp tấn, khích lệ, hướng dẫn cho chúng đệ tử tu tập. Thì có tất cả những điều đó như giống như chỉ là ít thôi trong cái số lá cây trong nắm tay Như Lai. Còn ở trong tâm tạng ghi lại những cái gia thoại, những cái sự kiện mà các du sĩ ngoại đạo hay là những vị bà la môn ngoại đạo hoặc là các vị chư thiên phạm thiên đi xuống đặt lên câu hỏi với Ngài, Ngài tùy theo cái câu hỏi đó mà Ngài trả lời. Thì Ngài trả lời như thế nào để cho họ đạt được cái niềm tin về cái trí tuệ của Đức Phật, rồi sau đó họ mới bắt đầu quy y Tam Bảo và mới bắt đầu đi vào cái nề nếp tu tập, cái pháp môn tu tập mà Đức Phật Ngài đã thiết lập, Ngài đã dạy cho chúng đệ tử. Chứ không có nghĩa là từng lời từng chữ mỗi một câu kinh ở trong Tam Tạng kinh điển đều là những cái pháp giải thoát nằm ở trong, như lá cây, số ít lá cây nằm trong nắm tay Như Lai đâu, không phải như vậy. Và chính vì chỗ này, khi chúng ta học những cái bài kệ trong Tương Ưng Bộ Kinh, mà có đôi lúc cái vị trời đó nêu lên những câu kệ, nó không có dính dắt gì tới pháp tu tập giải thoát, nhưng mà hỏi Ngài như vậy đó, thì nếu mà Ngài trả lời không thông, trả lời không đúng, thì như vậy chúng sanh đó họ sẽ có sự xem thường cái trí tuệ của Ngài. Họ sẽ nói rằng Ngài là một vị Phật, một vị chánh đẳng giác, mà những cái pháp đời đơn giản như vậy thôi mà Ngài cũng không hiểu được, Ngài không thể nói được hay sao? Cho nên ở đây thưa quý vị, chính là những cái câu hỏi đại loại như thế này là Đức Phật Ngài phải trả lời như thế này. Chứ nó không có liên quan gì đến cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài nói, lời dạy của Ngài
giống như là số ít lá cây trong nắm tay của Ngài. Chúng ta đừng ngạc nhiên cái chỗ đó, mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Hôm nay chúng tôi sẵn cái câu hỏi này đó, cho tôi muốn nhấn mạnh để cho các Phật tử chúng ta, bất luận sau này khi mà chúng ta nghe những cái cuộc nó đàm thoại, cuộc đối thoại của Đức Phật với nhân vật khác, thì họ hỏi những cái chuyện nó ngoài lề, và Đức Thế Tôn Ngài cũng trả lời cho họ nó đúng theo cái pháp thường thức ở ngoài lề đó, thì chúng ta đừng có ngạc nhiên, mà chúng ta cần phải biết rằng cái gì mà Đức Thế Tôn Ngài chủ xướng, Ngài thiết lên để Ngài hướng dẫn, Ngài huấn luyện cho chúng đệ tử, thì những điều mà Ngài huấn luyện đó, thì những điều này hoàn toàn là những điều liên hệ đến mục đích giải thoát. Chúng tôi xin có vài lời chia sẻ với quý vị nhân câu hỏi số 1. Nam Mô Bụt Thầy. Sao thú kinh truyền Thư Tòa Thư Sư. Mà Thư Tòa Thư Sư có câu hỏi này thì nó cũng hơi tế nhị một chút. Nhưng mà chúng ta học kinh điển và đi quan pháp thì chúng ta không thể không nói cái điểm này. Đó là tại sao ở trong kinh điển ấy, có đôi lúc ở đây chúng ta để trong một kép có vẻ như có vẻ như là xem thương người nữ, phẫn nộ là người nữ, ngu si là người nữ, hay là người nữ có những cái cá tính mà do vậy không thể, ít có khi đóng cái vai trò lãnh đạo được, hay là người nữ không là thế này không là thế kia. Nhưng mà rồi lại có những câu mà xem như là vinh danh người nữ, nghe nó có vẻ hơi mâu thuẫn không? Và nếu một người đặt vấn đề là tại sao nó có, tại sao có cái sự kiện là có lúc thì ở trong kinh điển Phật pháp như là đau người nữ, có lúc lại hạ thấp người nữ, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho bài ý kiến của Thượng Tọa về điểm này. Kính thưa Thượng Tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở những cái trường hợp này nó đều nằm ở trong một cái cuộc đối thoại, chứ không phải là tự nhiên mà Đức Phật có lúc Ngài tán thán người nữ, có lúc là chê bai người nữ. Mà tùy trường hợp, khi mà tôn giả anh đã bạch hỏi Đức Phật vì do nhân gì duyên gì và nữ nhân ít có ở trong cái địa vị lớn lao ở hội chúng, thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới nói, nêu lên những cái cá tính mà nữ nhân có, và những cái cá tính đó làm cho họ trở thành một người khó có thể trong cái vai trò lãnh đạo được. Cái trường hợp này cũng chỉ nói là ít thôi, ít có người ở trong cái vai trò lãnh đạo. Cái câu trả lời đó Đức Phật này thuyết thì nổi lên là do cái câu hỏi của tôn giả Ananda. Về cái nguyên do mà nữ nhân
không nắm được cái vai trò then chốt trong xã hội. Và khi mà Đức Thế Ngài tán thán nữ nhân thì nó cũng tùy theo cái bối cảnh, tùy theo trường hợp. Như hôm nay vị chư thiên hỏi, cái vị đó hỏi Đức Phật thì xuất phân đà nó bút tầm ăn cái gì là vật vô giá. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới nói nữ nhân là vô giá. Bởi vì theo trong chú giải đó, thì ở đây Đức Phật muốn tán thán, muốn nói rằng nữ nhân đó họ sanh ra những cái nhân vật quan trọng ở trong xã hội, như là sanh ra những bậc chuyển lưng vương, sanh ra những bậc vĩ nhân, những nhà khoa học hay là những bậc Bồ Tát. Trong lúc đó thì tất cả những cái bảo vật khác ở trong đời đều có thể có và có thể không, mình không cần phải có cũng được. Nhưng mà những người mẹ ở trong gia đình thì không thể nào là không có những bậc vĩ nhân hay là những nhà khoa học hay là những bậc chuyển lưng vương, không thể nào không có mẹ được. Không có mẹ sinh ra, không thể nào không có mẹ sinh ra được. Cho nên về khía cạnh này thì Đức Phật Ngài tán thán. Ngài nói như vậy là cũng nói lên cái sự thật. Và cũng có một trường hợp, một lần khi mà Đức Phật Sena Đi đang hầu chuyện với Đức Phật, thì lúc đó thị thần từ hoàng cung đi vào chùa và báo tin cho vua biết rằng hoàng hậu đã hạ sanh một công chúa. Đức vua tỏ vẻ không hài lòng, không vui ra mặt. Thì lúc bây giờ để cho vua bỏ đi cái định kiến đó, Ngài mới nói rằng đại khái Ngài nói rằng trong giữa các hàng con cái không phải con trai là quý hay là con gái là quý, mà đứa con hiếu tử là quý. Đứa con mà có hiếu là quý, nó biết hiếu đạo với cha mẹ là quý. Và đồng thời Ngài giải thích thêm nữa là nữ nhân cũng là hạng cao quý ở đời, vì nữ nhân là người sau này sẽ có cái chức năng của một người mẹ, sinh ra những đứa con là những bậc anh hùng, những bậc vua quốc độ, vân vân.
Và hơn nữa, nữ nhân có thể có những người thành tựu được lòng tin và sống thực hành thiện pháp, về thân về khẩu ý, sau khi chết cũng được sinh về cõi trời. Đức Phật ơi đã giải thích, đã nói lên là đã như là ngày khen ngợi về những ưu điểm của nữ nhân như thế, khiến cho vua Vasenadi đổi giận làm vui và hoan hỷ với công chúa vừa sơ sanh. Thì thưa quý vị, ở đây đó không phải là mâu thuẫn, không phải là cái lúc mà Đức, không phải là có khi Đức Phật ngài xem thường nữ nhân, ngài bực bội rồi ngài xem thường nữ nhân, có lúc rồi ngài lại cao hứng đề cao nữ nhân, không phải vậy. Đối với một vị Phật, một vị chánh đẳng giác thì không thể nào có cái chuyện cao hứng lúc nói thế này lúc nói thế khác. Mà ở đây chỉ có hai trường hợp thôi. Một là ngài trả lời theo cái tình huống mà người kia hỏi thì ngài trả lời, luôn luôn là trả lời sự thật. Thứ hai nữa là những lúc mà ngài tán thán hay là ngài chê trách nữ nhân là vì muốn để cho cái người nghe đó họ lãnh hội được cái lý pháp đối với Đức Vua Vasenadi đang bực bội về cái chuyện mà một công chúa xuất hiện ở đời, một đứa con gái được sanh ra, vua thích con trai thôi, cho nên khi nghe nói hoàng hậu sanh con gái thì vua cũng không hài lòng. Thì trong trường hợp này Đức Phật thì giải tỏa cái nội tâm u ám của vua. Còn nếu trường hợp mà gặp những vị tỳ kheo thấu thức tinh tấn chỉ vì đem cái tâm mộng tưởng đến một nữ nhân, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn để giải tỏa tâm của vị tỳ kheo đó, cho nên ngài đã nói lên các khuyết điểm, cái gây bất lợi mà do nữ nhân nó đem lại cho tỳ kheo này ở Trung Quốc. Thì trong trường hợp này nghe xong, nghe Đức Phật là tán thán như vậy thì Đức Vua Vasenadi hoan hỷ, mà nghe Đức Thế Tôn mà thuyết về vị tỳ kheo đó liền từ bỏ cái tâm vọng niệm tư tưởng để trở lại tinh tấn tu tập và chứng được đạo quả. Thì Đức Thế Tôn, cái đó là tùy theo hoàn cảnh mà Đức Thế Tôn mà thuyết. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 2 của thượng tọa Đẳng Huệ Nam Mô Thầy. Sa thú kính trân thưa tọa tu sư, bây giờ thỉnh thưa tọa tu sư đi nghỉ, phần còn lại sẽ để và chư tăng khác sẽ lo. Hôm nay rất là hoan hỷ là chư vị giảng sư có đầy đủ trung trung. Thưa tọa pháp tăng ơi, thưa tọa pháp tăng có ở trước máy và thưa tọa tăng có nghe được không? Nếu thưa tọa tăng nghe được xin thưa tọa hoan hỷ trả lời cho cụ thỉnh số 3. Thưa tọa tăng, khi mà chúng ta nói đến giới trộm cắp, không trộm cắp, giới không trộm cắp thì chúng ta nói không lấy của không cho. Bây giờ chúng ta nói trường hợp là có những người tìm cách để bán một món hàng và bán giá rất cao để trục lợi, hay hoặc giả là những người có quyền họ giải quyết chuyện gì đó cho người khác bằng cách là họ ăn hối lộ, họ khiến những người khác phải phải
đút lót cho họ, hay là trong trường hợp mà có những người họ dùng quyền để họ chiếm đoạt, như là vua ra lệnh cho người ta phải nộp cống cho mình, nộp tiền kia, thì những điều đó nó có tính vào giấy trộm cắp không? Có tính vào lấy của không cho không? Và nếu không phải là trộm cắp thì làm như vậy có mang nghiệp không? Xin kính thỉnh thì tòa Pháp thật. Dạ, Nam mô Bụt Tha, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sankha giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Tọa Nhật Đăng, Tọa Phật Đăng, Tọa Tề Quý và Minh Hạnh, Đức Tề Trì, Đức Sư Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Với điều này thì con nghĩ rằng cái mỗi cái người, mỗi trường hợp đó. Ví dụ như một người mà họ bán để mà họ lời cao, dĩ nhiên là cái người mà buôn bán thì khi mà họ bỏ công sức ra để họ buôn bán thì họ có cái lời, có cái đồng lời của họ, thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Thì ngay cả những cái người buôn bán thì cũng phải có cái lời của họ để họ sinh sống, nhưng họ bỏ công sức ra để họ lời thì đương nhiên. Nhưng mà một khi có nghĩa một người mà lợi dụng cái lý do này lý do nọ để mà mình bán để lời, nó quá đáng, nó quá nhiều, thì cái hình thức đó cũng là một trong cái hình thức mà mình muốn muốn lấy cái tài tài sản của người khác, mặc dù là không cho, nhưng mà trong cái khả năng của mình thì mình cũng muốn lấy. Cái người mà họ bị mất của, người họ mất cái đồng tiền mà họ vì do lời quá nhiều đấy, thì thật sự ra cái người đó họ không có muốn, không muốn mất, nhưng mà tại do mình muốn lời quá nhiều cho nên mình lấy. Mình cái người mà muốn chiếm đoạt đó cho nên là nâng cái đồng tiền, một cái sản phẩm gì họ làm ra họ bán ra họ bán lời gấp đôi gấp nhiều lần nữa thì rõ ràng là họ muốn lấy. Trong khi cái người muốn bị mất á, thì họ không có muốn mất cái đồng tiền đó đâu. Cái thứ hai nữa là ví dụ như mình thấy rằng cái người những nhà chức trách đi, họ có quyền ở trong tay, quyền trong tay, thì mỗi công dân thì theo cái luật của quốc gia địa phương thì do quốc gia địa phương ban hành ra, thì khi mà mình buôn bán hay mình làm cái gì đó thì phải có cái thuế, cái thuế đó nó cũng phải vừa chừng tính rồi cái chi tiêu rồi cái sản lượng sản phẩm mình, cái người đó họ bán ra tùy theo cái giá trị của cái sản phẩm đó họ bán thì cái thu nhập bao nhiêu để rồi họ tính thuế, thì cái thuế đó là cái nhiệm trách nhiệm của công dân. Nhưng mà một khi một người mà đánh thuế quá cao á thì dân cũng khổ, dân cũng khổ. Còn cái người mà với cái quyền 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 hạn của mình trong tay á, mình nhận cái của hối lộ đó, nhận cái của hối lộ của dân ấy, của những cái người mà nào đó khi họ cần, thì dĩ nhiên là có cung thì có cầu, có nhu cầu thì có đáp ứng, như vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình nhận cái của hối lộ đó, nó cũng là một trong những cái nhân mà con nghĩ rằng họ trộm cắp, họ trộm cắp. Bởi vì ngoài cái công sức của họ, ngoài cái công sức đất đáp đền mà họ bỏ cái công sức đó ra để đáp đền cái tiền mà họ lấy hối lộ đó, quá nhiều, nó quá nhiều so với công sức của họ. Rồi nhiều cái hình thức nữa, nhiều hình thức nữa. Cho nên là con nghĩ rằng có nhiều cái nguyên nhân, có nhiều cái nguyên nhân. Thì khi mà một người mà đã có phát nguyện thọ giới, ví dụ như một người phát nguyện thọ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống các cái chất say á,
thì phải nói là cái người đó họ do có nguyện thọ giới, có thọ giới, cho nên là khi mà họ làm những cái điều gì đó thì cái điều đó khi mà họ vi phạm thì họ đương nhiên là có những cái lý do để mà làm cho họ bị đứt giới, hay là có những cái lý do để khiến cho họ giới bị ô nhiễm, giới bị lem luốc. Đó là cái điều mà có thể xảy ra ở trong đời sống. Thì con nghĩ rằng nếu mà nói đến cái trộm cắp thì cái vật gì mà của người khác cho, vật bị người khác, cái vật gì của người khác mà người khác chưa có đồng ý cho mình, mà mình biết là cái vật đó là cái của họ, và mình cố ý mình chiếm đoạt, cố ý mình, rồi mình tìm cách này cách kia để mà mình chiếm đoạt, tìm cách này cách kia chiếm đoạt, và sau khi mình đã chiếm đoạt được thì dù cái hình thức này hình thức kia, nếu một người đã có phát nguyện thọ giới, phát nguyện thọ giới thì cái giới đó, cái giới trộm cắp đó, khi mà mình vi phạm cũng là một trong những cái tội lỗi, những cái mang cái nghiệp, mang cái nghiệp xấu. Thì trong kinh thì Phật dạy rằng nếu như một cái người buôn bán thì mình bỏ công sức ra, hay là mình làm một cái việc gì đó mình bỏ công sức ra, thì cái tài sản mà mình thu hoạch được bằng cái công sức lao động của mình, bằng cái trí tuệ công sức lao động của mình, để mà mình có thu hoạch được những cái tài sản đó, thì tài sản đó là cái tài sản hợp pháp. Hợp pháp. Nhưng mà một khi mà mình muốn chiếm đoạt, ví dụ của người ta, thay vì công sức mình bỏ ra mình lấy được 2 đồng, như đằng này mình lấy 5-7 đồng, mình lấy nhiều hơn nữa, thì cái đó là ngoài. Mà trong khi cái người bị mất như vậy đó, họ không muốn mất cái tài sản đó đâu. Mặc dù là họ thấp cổ bé họng, họ phải chịu, hay họ ở cái thế mà bị động, để rồi bị người khác chiếm đoạt, trộm cắp như vậy đó, thì con nghĩ rằng cái đó đó là một trong những cái ngoài ý muốn của cái người bị mất tài sản đó. Cho nên nếu như một người mà mang cái tội, mang cái nghiệp trộm cắp, mang cái tạm phạm cái giới trộm cắp, thì dĩ nhiên cái người đó họ biết là cái của đó là của họ, mà tài sản tiền bạc là của họ, bỏ ra, bỏ ra rồi họ lấy là họ, khi họ chiếm đoạt thì ngoài cái ý muốn cái người mất, ngoài cái ý muốn của người bị mất, mà họ cố để ý để họ lấy, rồi họ ráng sức để họ lấy, rồi họ tìm cách này cách kia để họ lấy được cái tài sản đó, thì con nghĩ rằng nếu mà người đó có phát nguyện thọ giới, có nguyện thọ giới ngũ giới, tam quy ngũ giới, thì nó cũng phạm. Đằng này đó thì nếu như một người mà biết tôn trọng, biết tôn trọng những cái tài sản của người khác, mình sợ cái nhân quả, cái nhân không được tốt, thì bị cái quả không được tốt đó, cái nhân không được tốt là mình tìm cách để chiếm đoạt cái của cải vật chất của người khác, thì cái đó là cái nhân không được tốt. Dĩ nhiên thì khi mà cái quả nó trổ ra thì làm cho cuộc đời này mình có nhiều cái khốn đốn, nhiều cái trắc trở, nhiều cái khổ sở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, cũng như là kiếp sống mai sau. Cho nên con nghĩ rằng nếu như một người đó có phát nguyện thọ giới, mà với cái cương vị, cái vai trò của mình như thế nào đó, mà mình chiếm đoạt cái tài sản của người khác ngoài cái công sức của mình, ngoài cái việc ấy đó, thì nhiều cái hình thức lắm. Họ có thể trà, họ có thể lường gạt, họ có thể gài cái cách này cách kia để họ lấy đó, thì con nghĩ rằng họ đều có cái sự chủ tâm, chủ tâm cố ý lấy mà, rồi họ lấy được cách này cách kia, họ tìm cách này cách kia để họ lấy, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó cũng phạm vào cái nghiệp trộm cắp, cái nghiệp trộm cắp. Và nếu như một người mà thọ giới tam quy ngũ giới, mà mình có cái ý định như vậy, mà mình đã cố ý làm như vậy, rồi mình chiếm đoạt được, rồi cái người bị mất như vậy đó, thì con nghĩ rằng nó cũng là một trong những cái hình thức để làm khổ người khác thôi, và cũng là một trong những cái điều mà mình vi phạm, có quả nó không được tốt. Thì đây là cái ý của con xin được trả lời qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trả lời.
Sa thủ cái chân thượng tọa pháp thân, thượng tọa tự nguyện ấy thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tự nguyện nghe được, xin thượng tọa hoàng hỷ trả lời cho cô thảo luận số 4. Dạ con nghe. Dạ. Thượng tọa tự nguyện ở trong bài kinh nghiệm hôm nay chúng ta học có câu là ăn trộm mang đi thì bị chặn lại, nhưng mà vì sa môn mang đi thì lại được hoan hỷ. À, ý nói rằng các vị tu sĩ đi vào cuộc sống làng mà người ta cúng gì mình mang đi thì rất là hoan hỷ. Ở đây chúng ta cũng nói thêm một chuyện hơi ngoài lề một chút, là ở tại một số các quốc gia Phật giáo như là Đài Loan hay là Thái Lan, Miến Điện v.v. thì những người Phật tử họ rất là cung kính đối với chư tăng, họ rất là sẵn lòng để cúng dường. À, thì có nhiều người họ phê bình như vậy, là những người đó họ có đạo tâm đó, nhưng mà do cái lòng kính trọng của họ đối với chư tăng và sẵn lòng cúng dường đó thì nó làm hư các vị tu sĩ. À, tức là cung kính quá thì các vị tu sĩ trở nên ngã mạn, mà cúng dường đó thì làm cho các vị tu sĩ trở nên lợi dụng. Thì thượng tọa Tế Nguyên có nghĩ rằng cái việc mà cung kính cúng dường của những người tu sĩ đó có làm hư các vị tu sĩ hay không, hay là chúng ta nên nhìn từ một góc cạnh khác? Kính thưa thượng tọa Tế Nguyên. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa giới đẳng, thượng tọa pháp đẳng, thượng tọa pháp tăng, cộng minh hạnh tự trì đệ tử Đức Sư Nguyên Thâm cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì đứng trên cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là cái người ta đó, khi người ta có một cái nhìn mà nó hơi so mối, nó có cái nhìn hơi không có thiện cảm, hay có cái nhìn không bằng cái niềm tin, thì quả thật thì cái điều đó, đó nó mới là một vấn đề. Còn ngược lại cái người mà có một niềm tin đó, thì hay là họ có một sự kính trọng đó, thì họ nghĩ là một cái chuyện khác. Thường thường á, người ta đứng một cách khách quan á, người ta khi thấy vị, các vị tu sĩ á, có một thuận thì họ không cảm thấy nó vui, mà người ta nghĩ là người tu phải như thế này thế kia thì họ đặt định như vậy, cho nên họ mới có những ý tưởng như vậy. Còn nếu mà đối với một người mà cư sĩ đó, thì tâm của họ chỉ thành kính mà cúng dường. Một vị sư đi bát ở Thái Lan, 10 người dùng. Tại sao như thế? Tại vì cái đạo tâm, đạo tình của Phật tử nó quá nhiều, nó quá lớn. Mà như vậy thì ăn làm sao mà hết? Thì ăn bỏ, không phải bỏ, mà chính là rồi cho lại những người khác. Nhưng người ta cũng vẫn muốn cúng, bởi vì người ta muốn tạo cái duyên phước. Mà cho nên ở đây Đức Phật nói một cách đúng tuyệt vời, đối với những người vị tu sĩ đó, khi người ta cúng dường với khả năng có được của chính họ một cách vừa phải. Ở đây chúng ta phải nhớ vậy đó, bởi vì khi mà đi khất thực như vậy, họ cúng dường tùy theo khả năng của chính họ, một cái bánh củ khoai hay một cái thổi kẹo, hoặc là một lon sữa, một bịch đường gì đó vân vân, thì họ có khả năng rất nhẹ nhàng đối với chính họ. Chúng ta nhớ như vậy, cho nên của họ, họ cúng dường đó, nó như là một mà họ vui, thì cái điều vui đó, bởi vì cho nên khi mà chư tăng đi là họ hoan hỷ, và họ sẵn, họ chờ, họ đợi cái hình bóng chư tăng, họ đợi cái sự cúng dường đó. Mà như là chúng ta biết là mỗi ngày họ muốn làm một việc lành, việc thiện để là hành trang cho chính họ. Ngoài ra cái cuộc sống ấy phải lo lắng cuộc sống của chính họ, rồi thì họ cũng có một cái tư lương cho chính mình. Thì nấu trên cái tinh thần của cái người đệ tử như vậy. Còn quả thật thì những người đó không có suy nghĩ cái vị tu sĩ này sẽ cao ngạo cái gì, hay hoặc là sẽ ngã mạn, hay hoặc là sẽ lợi dụng thế này thế kia, họ không suy nghĩ như vậy. Họ suy nghĩ luôn luôn, họ tạo cho một đời sống nó được tốt đẹp. Còn cái mà vị tu sĩ có bị lợi dưỡng hay không thì cái điều này là do chính vị tu sĩ đó đã làm. Dầu cho bây giờ thí dụ như là cúng thật là ít, nhưng điều cái cách lợi dưỡng của vị đó thì cũng lợi dưỡng. Thì dầu cho nếu vị đó
có tính cách không lợi dưỡng thì giàu cho cả nhà có coi như là biết bao nhiêu là vật dụng, nhưng điều vị ấy cũng có tinh thần cũng có tinh thần trí túc, cũng có một tinh thần tức là xả bỏ hết rồi. Chứ nếu chúng ta nói rằng tạo cái điều kiện cho lợi dưỡng thì cái điều đó không phải cho Phật tử người ta tạo gì đâu, mà cái điều đó chúng nếu chúng ta nhìn ở trên một cái khía cạnh thuận, một khía cạnh nghịch. Thí dụ như bây giờ đó, chúng ta nói rằng ở Mỹ á, cái đồ ăn thừa của Mỹ á, nó có thể nuôi cả châu Phi. Quý vị còn nghe nói không ạ? Nuôi cả cái châu Phi khi mà bị đói. Chúng ta nói như vậy là chúng ta đang đứng cái nhìn đứng ở châu Phi. Nhưng với cái người Mỹ đó, họ phải ăn như vậy đó. Họ phải ăn cái lượng ăn thức ăn rất nhiều và rất là nhiều như thế. Thì chúng ta không thể nghe đất Mỹ mà chúng ta cái người Mỹ là thôi ăn vừa đủ thôi. Nó không có như vậy được. Thì cái sự so sánh, thí dụ bây giờ họ là phải thật là nhiều, họ thật phải là lớn, thì cái cách sinh hoạt nó như vậy, cái duyên, cái phước, cái nghiệp nó như vậy. Rồi chúng ta mới nói tại sao mà quan phí của trời như vậy, hay là của tạo ra như vậy. Nhưng sự thật ra những cách khác họ rất là biết tận dụng, chứ không phải những cái việc làm khác thì họ rất là biết coi như là để tận dụng, chứ không có quan phí. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nếu như trường hợp là bây giờ thuốc cũng vậy, thì bây giờ do người không chịu chích thuốc Mỹ nó dư, nó thừa, nó sắp hết hạn nữa. Nhưng chỗ khác nó lại là thiếu thuốc. Không chịu trách là trách tại sao Mỹ làm như vậy, thì cách nó được cái thuận duyên nó như vậy, còn chỗ khác nó nghịch duyên nó không có. Chúng ta không đứng trên một quyền bờ, nhưng đối với người ta không để cái sự đau khổ đó như vậy, cũng như là cái người thì đầy đủ, còn người mà không có ăn thì mà đối khổ phải chết gì cái đó, thì người ta cảm thấy rằng không có tính đồng loại của loài người với nhau, không có biết thương xót, thì đây là một điều tốt. Nhưng nếu mà chúng ta trách tại sao và tại sao như vậy, không thể nói tại sao, thì cũng như vậy đó. Nếu như một vị mà nói rằng quá nhiều cho các vị tu sĩ như vậy thì các vị sẽ hư, không phải là cao ngạo như vậy. Kính thưa quý vị, bao nhiêu đời nay nó đâu có cái gì đâu, mà tại chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói như vậy để chúng ta đặt một vấn đề, hay hoặc là những người mà thiếu niềm tin đặt vấn đề vậy bằng cách khách quan, tức là những người Việt mình, là chứ những người Thái ta đâu có suy nghĩ vậy. Quý vị biết người Thái ta nghĩ rằng đó, cái vị nào được nhiều họ thích cúng cho vị đó. Tại sao như vậy? Họ cho rằng vị này có cái phước, họ mới mong cầu được cái phước, họ mới nguyện xin được cái phước đó. Cái cách, cái niềm tin của chính họ như vậy đó. Rồi ví dụ như vị đó đó, nếu như vị đó có cái tấm lòng mà cao ngạo hay là ngã mạn, thì đó là cuộc chuyện của vị đó. Họ không có suy nghĩ cái chuyện hộ đạo, hộ tăng của chính họ nó là như thế. Và cũng chưa thấy rằng một vị nào đó mà tự xưng nó rằng cho rằng mình hay đây là của cúng dường, là coi như tôi được nhiều như thế này, tôi được nhiều như thế kia, thì quả thật thì cũng không có. Các vị đó cũng không có giữ lại nữa. Rồi các vị đó cũng có người thứ hai, sau khi về chùa mình dùng cái gì đó vừa phải xong rồi thì gom lại thì cho những cái người phụ tiếp, hay hoặc là đem ra ở nơi mà những cái nơi làm việc mà những người buôn bán, hay là những người mà không nhà cửa đó, hay là cho những người mà kiểu người ta bán cái nghề cố định, chẳng hạn như ở nhân viên ở trạm đổ xăng, hay là nhân viên ở bến xe này nọ, đồ người ta cần một bữa cơm, một miếng cơm thì có bọc cơm, có miếng đồ ăn, có canh sẵn hết, vân vân. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là con nghĩ rằng là cái sự cúng dường của người cư sĩ á, đó không phải là nguyên nhân mà khiến các vị hư hỏng hay lợi dưỡng, mà đó do cái tâm của vị đó có thật sự tu hay không, nó trở nên lợi dưỡng, hay hoặc là cái tâm được tốt đẹp thì phải do chính vị đó tu. Còn nếu như vị đó tham cầu đến cái lợi lạc quá, đến cái vật thực, đến cái tứ sự quá đó,
tới cái phần thì chắc chắn rằng gì đó ấy sẽ là rơi vào lợi dưỡng và rơi vào những cái hư hỏng, cái câu nào hay là cái tánh nó lười nhác vân vân, thì đó chính là cái tâm của vị đó. Chứ còn thật ra thì sự cúng dường của họ được đầy đủ phước lành, và đây chính là câu trả lời của chính con. Nếu con diệt có muốn túc kinh cũng tỉnh thường tọa nó muốn thay giá. Sa thủ cái chân thì tọa tự quyền, mà thì tọa căn thì tọa có ở trước bái không? Nếu thì tọa căn còn nghe được xin, thì tọa có khi trả lời cho cô theo đường số 1. Dạ có. Dạ. Thì tọa căn hôm nay chúng ta học ở trong bài kinh thì nói rằng sự phẫn nộ, thấy nó như vậy nhưng mà nó chỉ là thanh vinh cung thôi, tại vì người ta nó giận quá mất cung. Và người Trung Hoa thì họ nói rằng có lúc thì mình cũng nên giận, cũng nên phẫn nộ. Sĩ khả sát bất khả nhục, kẻ sĩ thì thà bị chết thôi chứ không thể chịu nhục được. Nhưng mà theo trong Phật pháp thì có sự phẫn nộ nào mà chúng ta nên có và có thể gọi là tốt? Xin kính thỉnh sư tổ học các. Dạ. Con nghĩ rằng nhá, cái điều này nó cũng tùy ở cái góc độ. Cũng như có cái câu chuyện mà cái ông sư phụ mà ông thấy con rắn, ông dạy con rắn tu tâm từ đó, rồi con rắn bò đi kiếm ăn thì gặp cái người họ mắt họ bị giống như họ bị yếu vậy đó, họ lấy con rắn mà quấn cũng bó củi rồi họ giác về, rồi đó, con rắn nó được thoát ra nó chạy về. Đạo sĩ nói rằng nếu nắm người nó cũng khè cho người ta biết là như là con rắn chứ không ấy gì, người ta nắm người gì, lỡ nắm con rắn khác thì nó sẽ chết sao, người ta sẽ chết sao. Thì con rắn này nghe như vậy và mình thấy không có lý. Có nghĩa là nếu con rắn đó nó hiền lành như vậy mà nếu gặp con rắn khác thì nó sẽ cái người này quơ vào như vậy sẽ bị rắn. Thì theo con nghĩ rằng nếu mình nói rằng cái sự phẫn nộ mình thế nào là tốt thì con nghĩ rằng cái sự phẫn nộ nào nó cũng không nên. Nhưng mà có nhiều khi mình cũng nên nói, mình nói cho họ biết chứ không phải là mình phẫn nộ, mình phải nói cho họ biết những cái mà họ làm quấy để coi họ có thể sửa hay không. Chứ còn nếu mà họ đã làm sai rồi mình cũng vẫn chấp nhận thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Nên thường thường Đức Phật ngày mới nói rằng cái vị thầy đó, nếu mà thấy người trò làm sai cái vị thầy phải nói, thì đó cái tư cách của vị thầy. Còn nếu mà mình nói về người ta kêu mình sân thì chuyện đó là tùy mọi người đánh giá. Chứ còn thật sự đó thì mình hiểu rằng cái việc người ta nói mà mỗi người cái tính cách cũng như một phẩm trước coi cái việc coi cái phim bao công mà thấy cũng nhớ mà cũng thấy cũng có ý nghĩa. Cái anh này thì nó rất là nóng nảy nhưng mà anh chưa từng nói dối vợ, cũng chưa từng bao giờ nói dối mẹ. Khi mà bị ảnh chỉ đánh lộn thôi nhưng mà ta vô khống cho ảnh là giết chết, nhưng thật sự anh có giết. Sau khi vô thì đem tới bao công xử đó, thì bao công hỏi, mà khi mà càng hỏi ra bao công thấy rằng anh này ảnh cái tánh ảnh rất là nóng nảy, mà cái sự nóng nảy của ảnh thật lòng chứ ảnh không có phải là cái người giả dối. Thì mình thấy rằng á, cái người vợ với cái người mẹ nói lên đó, và cũng kể lại cổ đó, thì có học thức mà thương anh chàng thô lỗ này á, thì cổ cũng kể lại bao công thì ổng cũng thấy cái câu chuyện kể là rất là xúc động. Ảnh thì đi giác củi mà ảnh gặp tụi côn đồ ác bá đó đánh cha của cô này và cúp của hà hiếp cô này, và ảnh đã ra tay ảnh giúp đỡ. Và khi ảnh ra tay giúp đỡ thì ảnh bị tổn thương trong cơ thể của ảnh, và cái cô này cũng vẫn nhận ảnh vì trả ơn, cũng thương ảnh để làm vợ của ảnh. Sau khi càng hỏi ra thì bác công cũng thấy rằng này ảnh có cái tánh rất là tốt. Tuy rằng ảnh rất là nóng nảy nhưng mà thật sự là ảnh làm gì ảnh cũng nói lớn tiếng như vậy thôi, nhưng mà thật sự là cái tánh của ảnh cũng rất là tốt. Nhưng mà tại vì ảnh bị tà hiếp quá, và
và ảnh làm cái nghề mổ lợn nữa, nên người ta hay đổ tội cho ảnh này kia nọ. Thì khi mà nói những chuyện như vậy thì mình thấy rằng trong cuộc đời thật sự ra thế, thì cái người ác đó, thì ở trong cái tâm còn ác chứ không phải là do cái lời nói, nhưng mà cũng một phần trở thành cái thói quen. Nếu mà mình quát tháo này kia nọ nhiều đó cũng trở thành cái thói quen, thì điều đó cũng không nên, tôi nghĩ là cũng không nên, nhưng mà phải cố gắng thôi. Nhưng mà ngược lại đó, thì bởi vì mình thấy sân á, là điều là không tốt hết. Nếu mà nói là tâm sân á, là tâm sân đó hoặc là nóng nảy hoặc là hời hợt, những cái mình nói nóng nảy là họ hủy hoại, họ hủy hoại cái đối tượng, hễ là hủy hoại đối tượng thì đều là không tốt hết. Tại vì cái vật gì nó cũng tồn tại. Bởi vì thường thường chúng ta hay có cái ý nghĩa là chúng ta nghĩ là những con vật nó không có quan, như là con dế, con gián hoặc là con kiến này kia, nó không quan trọng, nó là những con vật đáng chết. Chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ thật sự ra nếu mà nhìn vào cái sự quân bình, cái sự mà tồn tại của mọi loài đó, thì nó có cái khác, nó có cái khác. Ví dụ mình nghĩ rằng tất cả những loài kiến, nếu mà nó có cái nghiệp thiện để tái sanh làm người thì đông lắm. Nhưng mà nếu vì cái nghiệp ác nó tái sanh làm kiến, ăn ở ít, nó chiếm hữu ích, nó cũng vẫn tồn tại trong sự luân hồi của chúng sanh. Bởi vì chúng sanh luân hồi, một cảnh, một vòng luân hồi như vậy, mình nghĩ để cho thấy thấu đáo, thì chúng sanh từ cái cõi cao họ không ở được, họ ở cõi thấp. Giống như mình nói rằng mình, tại vì mình không giàu được, mình rơi vào gia đình nghèo, mà hễ nghèo nhiều thì mình hung dữ tàn bạo nhau đó, thì cái đó là cái lỗi của mình thôi. Chứ thật sự ra đó, nó không phải là cái người nghèo nào rồi cũng tàn bạo. Đức Phật thì vẫn nói người từ bóng tối đến ánh sáng, rồi cũng không có nghĩa là tất cả cái người giàu họ tốt đẹp. Có những người giàu họ rất là ác, họ cũng thiên hình dạng trạng, họ tìm đủ cách để họ chiếm hữu của người ta bằng cách phi pháp cho họ giàu, thì họ cũng là những người bóng sáng tới bóng tối. Thì đối với Đức Phật á, thì ngài dạy như vậy, nên mình càng suy nghĩ nhiều đó, thì mình thấy rằng cái sự luân hồi trong đời này, cái sự thuận cảnh và nghịch cảnh cũng rất là nhiều trong đời sống này, và mình cố gắng mình tránh. Nhưng mà lúc mà mình mà không cố gắng được, mình sân hận lên, thì mình cũng phải làm sao mình có cái sự suy nghĩ. Thật sự ở trong đời cũng thấy cũng rất là khó. Ở chùa đó thì nuôi mấy sư nhỏ đó, thật sự đó, nó cũng có những cái vị mà dễ dãi, vị khó dạy. Nhưng mà thật sự khi mình làm một cái vị mà để nuôi dạy, nó cũng rất là nhiều. Nhiều có lúc mình cũng phải mềm mỏng, mình cũng có lúc mình cũng không nóng nảy. Chứ không phải là mình mềm mỏng hoài. Có lần tôi đi Mỹ thì có cái vị sư đó, sư đó cũng không có nói tên, nhưng mà con lúc còn đi có cái dặn, nói sư ở đây mà mấy sư này làm sai đó, làm sai quá thì sư cũng phải phạt, phải đánh, chứ còn nếu mà sư không đánh thì phải chừng đốt chùa. Sư này nói không có. Khi mà còn đi qua Mỹ thì mấy ông nhỏ ở chùa cũng quậy quá đi, rồi ông đốt cũng quăng vô trong cái bàn thờ cũng thân thôi, cháy hết cái bàn thờ, rồi cháy lên trên chánh điện, rồi mai là cũng câu điện á. Rất là khéo nên nó đứt cầu chì, nó không có cháy nữa. Sư nó điện thoại qua bên Mỹ bữa đó là nói sư phụ ơi, cái chuyện không đổi không này, thì nói là sư cứ đánh nó đi, đánh nó mấy roi cái nó sợ, nó không dám làm nữa, mà sư không đánh nên nó làm dữ. Bởi vì ở đời cũng có nhiều cái chuyện như vậy đó. Thật sự ra mình nuôi con cũng vậy, hay nuôi đệ tử, con nghĩ rằng cũng có lúc mềm lúc cứng, có lúc mình cũng sân, nhưng mình sân như thế nào đó để mình nghĩ rằng mình gì nó làm sai mình sân mình đánh là vậy, nhưng mình nó phải bị sửa, chứ còn nếu không mình làm tới. Thật sự thì con thấy trong đời này, khi mình càng sống lớn thì mình càng sống lâu thì mình cũng có được nhiều cái kinh nghiệm. Có nhiều người khi mà họ chọc mình không sân vậy thôi, nhưng mà có nhiều người đó thì khi mà họ phá phách mình không có đánh rồi đó, thì họ cũng cứ phá hoài. Thành ra thật sự làm người để mà ứng xử ở đời, con thấy là thiên nan vạn nan, thật lòng là như vậy. Nếu mà mình sống mà mình gọi là mình sống mình tự gò bó một góc độ nào thôi, mình không dám độ đời, không dám nuôi chúng này kia nọ thì lại khác. Nhưng mà khi mình muốn làm những chuyện đó thì con nghĩ rằng phải có nhiều cái kinh nghiệm, và cũng phải nói rằng cái kinh nghiệm mình trải qua nó cũng phải từ trong cái sự sống này mình góp nhặt được những cái hay. Chứ còn từ trong kinh điển mình coi thì mình cũng góp nhặt được những cái hay để mình ứng xử nào hài hòa.
Nhưng mà rồi con nghĩ rằng á, việc mà dạy dỗ hay là mình có nóng nảy á, thì một cái sự nóng nảy nào mà nó phù hợp. Ở trong kinh Bổn Sanh cũng có cái câu chuyện là người học trò mà ăn cắp mè đó, mà Đức Bồ Tát tiền thân cũng là vị thầy để đánh cho cái người đó ba roi, rồi sau đó người đó ôm hận đó, mà quay về làm vua rồi tính giết vị thầy của mình, vì thầy nói những bài kệ có ý nghĩa là sách tấn. Nếu mà ông mà làm ăn cắp mè như vậy mà ta không đánh ông đó, thì ông đâu có bỏ ăn cắp mè, mà ông đâu có được làm vua. Nhờ ta đánh ông mà ông mới thu thúc và ông học hành, rồi ông về giờ vua vừa lòng đẹp ý mới trao cái ngai vàng cho ông. Ông phải biết ơn ta chứ, tại sao ông lại có cái nghĩ ác là muốn giết ta. Thì ông vua đó cũng với quần thần nghe Đức Bồ Tát ngài nói như vậy đó, thì ông vua cũng tỉnh ngộ, nghĩ rằng nhiều lúc mình lầm lỗi cũng có người đánh mình vài roi rồi mới tỉnh thức. Thì con nghĩ rằng trong cuộc đời thì thật sự từ trong kinh điển của Đức Phật đó, thì mình học cũng rất nhiều chuyện, nhưng mà mình cũng có nhiều cái để mình ứng dụng. Nhưng mà nó cũng có lúc mình ứng dụng nó cũng không có hài hòa, và cái thời gian để cho mình kinh nghiệm đó là điều con nghĩ là rất là cần. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ vài lời như vậy. Bây giờ thì con xin gửi nhất cho Thượng Tọa. Sao thú thích kinh thì tội pháp đăng. Thưa vì hôm nay là một kỳ rất là hoan hỷ, là chỉ vì giảng sư có mặt trong đông đủ, chúng ta dành thêm ít phút nữa để hỏi hết tất cả chư vị giảng sư, cũng kể như là trong một ngày nó trong hoan hỷ trọn vẹn. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có thể cầm mic được không? Nếu Sư Nguyên Thông cầm mic được, xin Sư Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Dạ. Sư Nguyên Thông ơi, khi nãy có nói chuyện với Thượng Tọa Tuệ Siêu đó, là có những cái phần của Phật Pháp đó, thì chỉ chuyên sâu vào con đường tu tập thôi, nhưng mà cũng rõ ràng là Phật Pháp cũng dạy nhiều cái kiến thức rộng lớn. Thì muốn hỏi Sư Nguyên Thông là một nhà giáo, xin là một giáo sư ở tại Mỹ này, thì ở đây chúng ta thấy mình đi học đó, người ta có cái gọi là General Education Requirement, tức là cái kiến thức tổng quát mà đòi hỏi cho môn học, và có cái kiến thức mà chuyên môn của một môn học. Thì Sư Nguyên Thông, nếu có ai hỏi Sư là tại sao mình không học thẳng vào chuyên môn mà phải học kiến thức tổng quát làm gì, thì cái kiến thức tổng quát nó giúp như thế nào cho cái kiến thức chuyên môn? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp và đảnh lễ Chư Tăng trong đạo tràng. Kính thưa Sư Phụ, về câu hỏi số 6 hỏi rằng kiến thức tổng quát cần thiết thế nào cho kiến thức chuyên môn. Kính thưa Sư Phụ, ở trong giáo dục thì khi mình học cái nào đó thì trước đó phải có những cái gọi là cái foundation, mà ta gọi là cái requirement mà Sư Phụ vừa nói đó. Là nếu mà không có cái requirement, không có những cái điều mà cần thiết đó thì khó mà học những cái môn mà mình sắp học. Vì vậy cho nên cái câu hỏi là số 6 là kiến thức tổng quát cần thiết như thế nào cho kiến thức chuyên môn, thưa Sư Phụ, đó là rất cần thiết. Là bởi vì nếu mình không có cái kiến thức mà cần thiết để cho mình học môn học tới đó, thì rất là khó khăn cho chúng ta để mà chúng ta có thể đem kiến thức mà mới mẻ đó mà vào trong tâm của chúng ta khi mà chúng ta không có cái kiến thức cần thiết. Vì khi mà chúng ta có cái kiến thức cần thiết đó, mà tiếng Anh nó gọi là cái requirement đó, thì khó mà chúng ta tiếp thu được. Là bởi vì cái đó là một cái trớn, cái những cái bước ban đầu để mình có thể hiểu rõ được những cái điều mới mẻ mà mình sắp học. Vì vậy cho nên cái điều đó rất cần thiết, kính thưa Sư Phụ. Vì vậy cho nên chúng ta đi học không ai là đi mới mà 18, 20 tuổi mà vô học bác sĩ liền. Mà chúng ta phải học những cái pre-med, tức là những cái điều như là biology hay là chemistry. Cái mà cái medicine, cái y khoa đó thì nó cần có những có cái kiến thức đó. Mà nếu chúng ta không có kiến thức đó mà vô thì giảng làm sao mình biết được. Vì vậy nha, kính thưa Sư Phụ, cái kiến thức tổng quát thì rất là cần thiết.
để cho chúng ta đi học kiến thức chuyên môn. Vì cái sự học tập của chúng ta thì nó phải có cái gọi là cái tuần tự nhi tiến, phải có từ những bước đầu, bước thứ nhất mới có bước thứ hai, chứ không thể mà chúng ta tưởng như là chúng ta nhảy giọt lên một cái trình độ quá cao. Kính thưa sư phụ, do đó là những điều mà con hiểu biết với cái kiến thức của con, nhưng mà con xin được trao mai cho sư phụ để sư phụ giảng tiếp. Là vì cái kiến thức của con thì vẫn là một cái người, một chúng sanh vô minh. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thủ cái trình sư tộc. Thưa quý vị, câu trả lời của sư Nguyên Thông cũng kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Thiên Chư Tôn Đức đã vào rung để chia sẻ Phật Pháp. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn thắng Phật và giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Sư. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng và từ bi đúc kết học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm kỹ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ơn đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Ya. Sa ti lo kham ye sa ta chi van ta ha ra ne tu.